Vâng ạ, em chào các anh chị ạ. Chào mừng các anh chị đến với buổi cộng đồng chuyên gia ngày hôm nay ạ. Các anh chị có thấy cái video vừa rồi tuyệt vời không ạ? Có tuyệt vời không các anh chị? Đây là cái video mà Midu đã làm dành riêng cho các anh chị Dropy đấy ạ. À, nếu mà các đồng đội các anh chị đang là đại lý ngủ đông thì cái video này sẽ giúp các anh chị làm nóng lên cái không khí, làm cho các anh chị ngay lập tức muốn quay trở lại để đồng hành cùng, đúng không ạ? Và em thấy là vừa rồi thì đã có một số anh chị muốn xin cái video này rồi đấy ạ. Thì có thể là sau cái buổi hôm nay thì anh chị có thể lên nhóm chuyên gia chiều cao để các admin gửi cho mình cái video này để mình có thể làm tài liệu, đăng bài anh chị nhé. Vâng ạ. Và thưa các anh chị, thì hiện tại thì cái chương trình trở thành chuyên gia phát triển chiều cao đã được các anh chị đón nhận và học tập hết sức là nghiêm túc. Và nhiều anh chị đã đạt được những cái kết quả rất là tuyệt vời cả về chiều cao của các con và doanh số bán hàng. À, nhiều anh chị thì cũng mong muốn là có nhiều cái hoạt động giao lưu chia sẻ hơn, có những cái buổi đào tạo chuyên sâu hơn. Chính vì vậy mà chúng ta đã có cái buổi chia sẻ thường kỳ như thế này. Và cái chương trình ngày hôm nay là cái buổi chia sẻ thân mật của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau giao lưu, cùng nhau chia sẻ những cái niềm vui, niềm hạnh phúc trên con đường trở thành chuyên gia phát triển chiều cao, và cùng nhau giải đáp những cái thắc mắc để phát triển thêm những cái kiến thức chuyên môn cho các chuyên gia của Bidu Mena Q7. Và như thường lệ thì trong cái chương trình này thì sẽ có một cái hoạt động cực kỳ đặc biệt. Thì anh chị còn nhớ là hoạt động gì không ạ? Anh chị còn nhớ là mình có hoạt động gì cực kỳ đặc biệt, cực kỳ là vui trong cái chương trình cộng đồng chuyên gia không ạ? Vâng ạ. Dạ vâng, cực kỳ tuyệt vời thì Bidu thì sẽ vinh danh những chuyên gia xuất sắc nhất, những người cực kỳ tâm huyết với cái sự nghiệp phát triển chiều cao cho các con. Và không biết là mình có tò mò xem đấy là ai không ạ? Dạ vâng, và em xin được giữ cái bí mật này đến cuối chương trình anh chị nhé. Và đương nhiên là em thấy ở trong comment đã rất có nhiều anh chị đoán là quay số trúng thưởng đúng không ạ? Vâng, đương nhiên là có quay số trúng thưởng rồi ạ. Trong mỗi chương trình cộng đồng chuyên gia thì chúng ta đều sẽ có những cái phần quà đặc biệt dành cho những anh chị tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Và hầu hết là các anh chị đã có cái mã số dự thưởng từ trước khi bắt đầu chương trình rồi đúng không ạ? Còn anh chị nào chưa có mã số dự thưởng không ạ? Còn anh chị nào mà chưa có mã số dự thưởng thì mình comment ở khung chat để em biết nhé. Vâng, có người có rồi, có người chưa có đúng không ạ? Vậy thì em xin nhờ admin là hãy gửi lên cái đường link để lấy mã số dự thưởng ạ. Để cuối giờ ngày hôm nay thì sẽ có cái chương trình là quay số trúng thưởng để tặng đến những anh chị may mắn cái món quà đặc biệt từ Midu ạ. Và em xin nhắc lại là chỉ những anh chị mà ở lại đến những cái giây phút cuối cùng của chương trình, có mặt ở cái lúc mà mình đang quay số trúng thưởng thì mình mới nhận được cái món quà này anh chị nhé. Nếu mà anh chị nào mà có cái số đấy nhưng mà trong chương trình ngày hôm nay thì em xin phép là sẽ quay lại để dành cái phần quà may mắn đấy cho một anh chị khác ạ. À, vâng ạ, link đã được admin gửi lên rồi đấy ạ. À, mình hãy ấn vào để lấy mã số dự thưởng anh chị nhé. Mình đã lấy được hết chưa ạ? Vâng ạ, và bình thường thì các buổi đào tạo thì em sẽ phổ biến những nguyên tắc, nhưng mà ở đây thì các anh chị đều đã là chuyên gia rồi, đã quen với văn hóa của Midu rồi nên chúng ta cứ coi nhau là người nhà. Và em chỉ có một yêu cầu duy nhất là mình cười thật tươi thôi được không ạ? Vâng, em thấy tươi lắm rồi đấy ạ. Và không để các anh chị phải chờ lâu nữa, thì bao nhiêu trong số các anh chị đã sẵn sàng cho buổi cộng đồng chuyên gia ngày hôm nay thì gõ lên khung chat chữ Midu ạ. Vâng, và chúng ta hãy dành những trái tim thật là nồng ấm để chào đón CEO của Midu Mena Q7, thầy Nguyễn Xuân Hợp sẽ đồng hành cùng các anh chị trong chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, xin chào tất cả các anh chị. Rất là vui lại được gặp các anh chị trong chương trình Cộng đồng chuyên gia. Chương trình Cộng đồng chuyên gia thực sự là một cái chương trình mà ban đầu khi mà mới có chương trình này thì hay nói đùa là gọi là họp họ đúng không ạ? Tại vì là cùng trong một gia đình. Đấy, cho nên là chúng ta đến với nhau và cái buổi này thì nó không phải là buổi đào tạo.
mà nó là cái buổi mà chúng ta chia sẻ những cái điều tuyệt vời của chúng ta, đúng không? Trong cái cuốn sách gần đây tôi vừa đọc, đó là cái cuốn sách là Trò Chuyện Với Thượng Đế, thì người ta nói rằng là khi mà bình thường ra, ví dụ như khi mà mình đến một cái nơi nào đấy và mình xin một cái điều gì đấy, thì thông thường là cái điều xin đấy nó không biết là có được hay không đấy. Bởi vì khi mà mình xin một cái điều gì đấy thì đồng thời là vũ trụ sẽ hiểu rằng là cái điều đó là mình không có. Cả nhà hiểu. Ví dụ như mình nói là em muốn con muốn là xin cho con thật nhiều tiền, có nghĩa là bây giờ mình đang không có tiền, đúng không ạ? Đấy, thì vũ trụ sẽ làm một cái việc, đó là yes and more, tức là nó sẽ là như vậy và nó tiếp tục như vậy. Cả nhà mình hiểu cái ý nghĩa của yes and more, tức là nó cứ tiếp tục như vậy và nó sẽ tiếp diễn như vậy. Đấy, nhưng mà nếu mà mình đến một cái nơi mà mình chứng tâm á, sau đó thì mình nói rằng là mình ví dụ như là cũng là một cách để mà mình muốn là cầu về sức khỏe chẳng hạn. Thì nếu mà nói là cho con xin là sang năm nay con sẽ được khỏe, tức là hiện tại mình đang yếu đúng không? Đó. Vậy thì khi mình đang yếu thì nó là yes and more. Đấy, còn nếu mà khi mà mình nói rằng là con xin biết ơn trời đất đã cho con là được cái sức khỏe như bây giờ, đúng không? Con xin báo cáo cái việc đó, báo cáo là năm nay là xin cảm ơn là con được cái sức khỏe như bây giờ đó. Thế thì được hiểu rằng là cái điều đó nó sẽ tiếp tục được tiếp diễn, đúng không? Và nó lại được nhân rộng lên. Đấy, cho nên là cũng cùng một cái cách nhìn thôi, nhưng mà chúng ta nhìn nhận dưới cái góc độ khác nhau, đúng không ạ? Thì nó sẽ tạo nên những cái kết quả khác nhau. Thì cái buổi ngày hôm nay, cái chủ đề muốn chia sẻ với các anh chị ngày hôm nay ấy, đó là cái giá trị của chuyên gia. Giá trị của chuyên gia. Anh chị có thể comment nữa, comment một cái để cho mình nhớ cái tiêu đề của cái buổi ngày hôm nay, đó là giá trị của chuyên gia. Đấy, thế thì thưa các anh chị là khi mà chúng ta trở thành một chuyên gia phát triển chiều cao thì chúng ta có tự thấy rằng là chúng ta có giá trị không ạ? Hôm vừa rồi tôi vừa có chia sẻ với lại một số các anh chị em đó là làm chuyên gia phát triển chiều cao thì sướng như thế nào, đúng không ạ? Thì thứ nhất là thưa các anh chị, đó là mặc dù là có nhiều anh chị chúng ta cũng thấy rằng là ở làm chuyên gia phát triển chiều cao là được rất là nhiều thứ, nhưng mà chưa chắc chúng ta gọi tên được, đúng không ạ? Thì thứ nhất đó là cái thị trường chiều cao ấy, nó là một cái thị trường rộng lớn với 25 triệu trẻ em. Và tôi vừa có cái bài chia sẻ trên Facebook của cộng đồng chuyên gia ấy, đó là với 25 triệu trẻ em đó thì chúng ta mới đang hiện tại bây giờ nhé, tôi nhìn trên bản phác đồ dự đoán chiều cao là chúng ta mới có khoảng tầm gần 50.000 phác đồ. Thế thì bên cạnh có thể là đâu đó các anh chị làm phác đồ xong rồi nó bị xóa đi hay là gì đấy, tôi cứ cho là nó là 100.000 phác đồ đi. Thì tức là chúng ta mới đạt được khoảng tầm 0,4% của cái số lượng trẻ em trên toàn quốc, chưa nói đến nước ngoài, đúng không ạ? Vậy thì mình còn tới gì ạ? Mình còn tới tận là 99,6% cái thị trường rộng mở nữa. Đấy, đây là một cái thị trường vô cùng lớn. Và các anh chị cũng đừng lo lắng khi mà mình thấy rằng là chẳng hạn như ngày hôm qua lớp khai mở, hôm thứ ba lớp khai mở của chúng ta có tới tận hơn 500 người vào, và Zoom của Midu thì chỉ chứa được 500 người thôi, thành ra rất nhiều các anh chị khác đấy không vào được Zoom, phải đợi đến buổi thứ sáu. Thế thì có chị hôm trước chị vừa chia sẻ bảo em sợ là bây giờ nhiều người kinh doanh Midu quá thì liệu có bị bão hòa không, bị thị trường đỏ không? Thì tôi nói rằng là qua cái phân tích của tôi vừa rồi, anh chị thấy rằng chúng ta còn tới tận 99,6% thị phần nữa, nên là chúng ta cứ thoải mái, đúng không ạ? Cái điều thứ hai đó là với cái việc rằng là trở thành chuyên gia phát triển chiều cao thì anh chị sẽ hiểu sâu sắc được cái nguyên nhân nào khiến cho người Việt chưa cao và các giải pháp giúp con phát triển tổng thể chiều cao từ giấc ngủ, vận động, dinh dưỡng, v.v.
thì ở chỉ ở đây là cái nơi mà các anh chị được hiểu thấu triệt toàn bộ cái điều đó. Cái điều thứ ba đó là khi trở thành chuyên gia phát triển chiều cao ấy, thì các anh chị chỉ việc định hướng này, tư vấn này để cho khách chốt mình, đúng không ạ? Bởi vì là Midu sẽ hỗ trợ đầy đủ đến tận răng với những cái giúp cho anh chị có chứng chỉ này, quy trình này, tài nguyên này, content này, và đặc biệt là điều đặc biệt nhất là gì ạ? Anh chị biết là điều đặc biệt nhất của chuyên gia là gì không ạ? Là gì ạ? Đó là chúng ta có bản phác đồ dự đoán chiều cao, đúng không ạ? Có bản phác đồ dự đoán chiều cao giúp cho chúng ta có được cái công cụ để tư vấn chuẩn một gọi là chuyên gia thực sự, chứ không phải là một người bán hàng. Và khi trở thành chuyên gia phát triển chiều cao thì rõ ràng là anh chị có được cái vị thế đối với lại khách hàng của mình, vị thế trong xã hội. Thay bằng việc trước đây chúng ta là một người bán hàng thì chúng ta có cái vị thế trong xã hội. Mình chuyển thành chuyên gia phát triển chiều cao thì mình có vị thế được mọi người kính nể và tin cậy. Và những cái cơ hội khác của chúng ta sẽ xuất phát từ đó. Có nghĩa là vì sao mà gần đây tôi thấy là rất nhiều các anh chị mà là đối tác kinh doanh của Robby lựa chọn Midu là sản phẩm chiến lược. Cả nhà mình cứ lên cái nhóm mà kinh doanh online thông minh ấy, cái nhóm mà đa phần là các đại lý mới vào kiểu tuyên thệ ấy. Tuyên thệ là tôi là tên là gì này, tôi sẽ kinh doanh như thế nào, tôi sẽ lựa chọn sản phẩm chiến lược như nào, thì cái số lượng người lựa chọn sản phẩm Midu rất là nhiều. Tại vì sao lại như vậy? Tại vì là họ thấy được rằng là mặc dù là những người đấy có khi chưa học đâu, nhưng mà họ thấy được rằng là từ khi cái chị mà cũng kinh doanh bên cạnh mình ấy, chị trở thành chuyên gia phát triển chiều cao thì thấy chị oai hơn mình hẳn. Đó, oai hơn mình hẳn. Thì đó là cái việc là khi mà các anh chị trở thành chuyên gia phát triển chiều cao thì mình được mọi người kính nể và tin cậy hơn là việc mình chỉ là một người bán hàng. Đấy, và gần đây những cái anh chị mà mình là đại lý nhưng mà mình cũng có cả nhà thuốc ấy, thì các anh chị nói rằng là trước đây em cũng chỉ là một người bán thuốc bình thường, nhưng bây giờ em là chuyên gia phát triển chiều cao, em khác. Đấy. Và bây giờ các mẹ mà có vấn đề gì về con, về dinh dưỡng đấy, thì các mẹ lại hỏi về em. Thế là em lại bán được về bào tử lợi khuẩn này, bán được men tiêu hóa này, bán được thuốc ho này, bán được vân 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 vân, bán được rất nhiều thứ trong cái kệ sản phẩm của chị ấy. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta có rất nhiều các cái sản phẩm ở trên kệ. Nhưng mà nếu chúng ta có một cái sản phẩm dẫn thông minh thì chúng ta hoàn toàn có thể gia tăng được cái doanh số trung bình của chúng ta trên một đầu khách hàng. Đúng không ạ? Đó, thế thì ở ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là ở với cái giá trị của chuyên gia của mình nó lớn như vậy thì mình cần phải xử lý thế nào với những cái trường hợp là thông tin nó bị ngược chiều lại. Thì gần đây tôi thấy là trên group Zalo của chúng ta có rất nhiều các anh chị chúng ta đang gặp phải những cái vấn đề. Thì thưa các anh chị, đó là những cái vấn đề đó, xin khẳng định là công ty Midu sẽ chắc chắn là cái người đầu tiên sẽ mong muốn là giải quyết những vấn đề đấy. Chẳng hạn như thế này, có những chị nói rằng là khách hàng của em quét cái barcode ấy, bằng iCheck ấy, nó không có lên đấy, thì ngày hôm đó bị lỗi và khách hàng nói là sẽ trả hàng. Hiện tại các chị quét thì nó hoàn toàn ok nhá, nhưng mà có một cái hôm, chính xác là nó là khoảng 3 hôm là nó bị lỗi. Thế thì khách hàng quét không lên và người ta bảo là sẽ trả hàng chuyên gia đấy bởi vì quét không có lên, đúng không ạ? Thế thì đội ngũ của Midu ngay lập tức là liên hệ với lại bên iCheck để mà chúng ta xử lý cái vấn đề đấy. Nhưng ở đây ấy, ngoài cái việc là Midu đi xử lý những cái vấn đề đó thì chúng ta cũng phải nhìn lại đó là cái giá trị của mình là gì, đúng không ạ? Vì sao mà khách hàng họ lại nghi ngờ rằng là mình bán hàng nó không chính hãng? Đấy, trong khi sản phẩm thì đương nhiên vẫn là sản phẩm từ Midu phân phối ra, nhưng chỉ vì cái việc là người ta quét không được trên một cái ứng dụng iCheck là một ứng dụng tư nhân. Thế thì chia sẻ anh chị là anh chị có biết iCheck là gì không ạ? Anh chị có biết iCheck là gì không ạ? Anh chị thử comment cho giúp tôi xem là iCheck là gì.
Cảm ơn ly cacao của bác sĩ Hiên, ngon quá. Anh chị có biết ai check là gì không ạ? Chưa biết đúng không ạ? Phần mềm check mã vạch đúng không ạ? Phần mềm check mã. Dạ. Đây là anh chị nhìn trên một cái hộp này. Nó có cái barcode này đúng không ạ? Cái barcode. Đó. Thì là nó có một cái phần mềm là phần mềm iCheck. Phần mềm iCheck sẽ kiểm tra, sẽ gì ạ? Sẽ tức là khi mà quét thì nó sẽ lên cái thông tin của sản phẩm đó. Đúng không ạ? Rất là nhiều anh chị trả lời đúng, đó là mục tiêu là để check mã nguồn gốc sản phẩm. Thế nhưng mà iCheck thì không phải là đơn vị kiểm định là cái sản phẩm đấy có chất lượng hay không, mà nó hoàn toàn là chỉ là một cái kiểm, một cái của tư nhân đó. Ví dụ như là chị đại lý Quyên VP thì nói là check mã vạch xem hàng nhái hàng giả, thì thưa các anh chị là iCheck không có cái chức năng đó, không có cái chức năng là xem là cái hàng đấy là hàng nhái hàng giả. Làm sao mà họ biết được đúng không? Với rất là nhiều các cái sản phẩm trên thị trường đấy. Mà thưa các anh chị, đó tôi gọi đơn giản đó là một hình thức bảo kê anh chị nhé. Cái điều đó nó rất là nó, tôi thấy rằng là cái điều đó nó rất là sai trái và đi ngược lại so với lại cái nhận thức tiến bộ của nhân loại. Tại vì sao tôi lại nói như vậy? Tức là chẳng hạn như là ở đây ví dụ như là chị Minh Huân đi chẳng hạn, chị Minh Huân là một cái người rất là tuyệt vời. Đấy, ở trong cái khu phố mà chị Minh Huân sống, nó có rất nhiều những cái người dân và ai người ta cũng yêu quý chị Minh Huân. Đúng không? Bởi vì chị Minh Huân là một cái người rất là tử tế. Nhưng mà một ngày kia có một đội đến cái khu phố đó và họ quyết định bảo kê. Đó. Là họ bảo là ai mà ở trên trước cửa nhà phải có một cái mã số và dùng cái app của tôi quét cái mã số lên, mà khi mà quét cái mã số đó lên nó chứng nhận là người tử tế thì người đấy mới là người tử tế. Đúng không ạ? Và những người mà gì ạ? Những người mà muốn là trở thành người tử tế thì phải liên hệ với tôi. Đấy, để tôi đưa lên cái danh sách người tử tế ở trên cái app của tôi. Đúng không ạ? Anh chị thấy cái điều đấy nó có vô lý không ạ? Đó, thì iCheck là như vậy. Tức là chỉ đơn giản là một phần mềm tư nhân do một công ty tư nhân lập ra và sau đó khi họ quét ra. Vậy thì làm thế nào mà các sản phẩm có thể ở lên đó được? Và hiện tại bây giờ các anh chị quét sản phẩm Midu thì nó cũng sẽ lên rất là đầy đủ. Tại vì sao ạ? Họ thu tiền của các doanh nghiệp. Họ thu tiền của các doanh nghiệp. Đấy. Vậy thì cái khu phố của chị Minh Huân sống đó, thì những ai mà muốn được đóng cái dấu tử tế của cái đội bảo kê đấy thì phải đóng tiền cho cái đội bảo kê. Đấy, bản chất nó là như vậy. Đấy, cho nên ở đây để mà nói với các anh chị là iCheck không phải là một phần mềm xác nhận là hàng của anh chị là hàng tốt hay hàng xấu, hàng nhái hàng giả, đúng không? Mà chỉ đơn giản là có dùng cái dịch vụ của họ hay không. Đấy. Cho nên khi mà mình là một chuyên gia, mình phải rất là hiểu biết. Bản thân Midu khi mà làm việc với iCheck, chúng tôi cũng rất là nói rất là thẳng thắn với họ, đó là cái việc này các anh đang làm là cái việc là tôi không hề ủng hộ đâu. Nhưng mà vì các anh chị đại lý của chúng tôi nên là thôi thực ra là cũng là nối giáo cho giặc đấy. Nhưng mà thưa các anh chị là đôi khi chúng ta vẫn phải vì nhau thôi. Đó thì công ty cũng rất là mong muốn là thông qua cái việc là mình, anh chị mong muốn cái điều gì thì công ty sẽ đáp ứng điều đó. Đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta phải hiểu cái bản chất của cái việc đó để mà chúng ta không, thứ nhất là chúng ta khẳng định được với khách hàng là dù bất cứ cái thông tin như thế nào thì cái giá trị nó là cái giá trị của chuyên gia phát triển chiều cao. Đấy, cho nên là trong cái thời gian tới tôi sẽ đang tìm giải pháp. Tôi đã đang tìm giải pháp nhé. Sắp tới công ty sẽ cấp cái chứng nhận đại lý chính hãng cho các anh chị. Ngoài cái việc rằng là công ty sẽ có cái chứng nhận là các anh chị hoàn thành cái chương trình phát triển chiều cao ấy, thì công ty sẽ cấp cái chứng nhận
phân phối hàng chính hãng cho các anh chị. Anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Ai thấy là nếu mà mình có được cái chứng nhận hàng chính hãng nữa thì mình đi mình thật là tự tin, đúng không? Có tuyệt vời không ạ? Đúng không? Chứ còn ai lại để một cái bọn ớt ơ nó đi xác nhận cho mình, làm sao mà thế được? Công ty xác nhận cho mình, hoặc là nếu không thì phải là một cái tổ chức của nhà nước đấy, hoặc là một cái tổ chức uy tín trên thế giới. Đằng này mình lại bị phụ thuộc vào một cái đơn vị gì đấy nó đi xác nhận cho mình, trong khi là người ta chỉ cần photo cái này ra, người ta dán vào một cái sản phẩm nhái chẳng hạn thì quét vẫn lên cái đường link đó cơ mà. Các chị hiểu không ạ? Cho nên bản chất ai check đâu có phân biệt được đâu là hàng nhái, đâu là hàng giả. Hàng nhái thì cứ vẫn cứ mang cái QR đấy, nhái cái QR đấy dán vào sản phẩm của hàng nhái là xong. Cả nhà mình hiểu cái điều đó không ạ? Thì sắp tới tôi sẽ làm cái điều đó. Sẽ làm chứng nhận cái đại lý chính hãng cho các anh chị, đúng không ạ? Nâng cao cái giá trị của các anh chị này. Thế rồi có nhiều chị phàn nàn bảo là cái gì ở trên Shopee nó bị phá giá. Thế thì thưa các anh chị, là đầu tiên thay mặt công ty xin khẳng định với các anh chị đó là công ty Midu Mena Q7 kịch liệt phản đối cái việc là bán phá giá, và chúng tôi làm rất nhiều các cái biện pháp để mà giảm thiểu tối đa cái việc bán phá giá trên các sàn. Vì Midu hiểu hơn ai hết cái điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của Midu. Và ở Midu có hẳn một ban là chuyên là để là xử lý các cái hàng phá giá ở trên mạng. Anh chị đợi tôi một chút. Đây phải nói có sách mách có chứng là công ty còn có là quy trình xử lý đại lý bán phá giá dày mấy trang như này để mà đi giải quyết. Nhưng các anh chị phải hiểu rằng là cái thông tin trên mạng nó rất là nhiều và đi giải quyết như vậy liên tục, cho nên không phải là Midu không cố gắng đâu anh. Nếu mà các anh chị nào đó mà nói rằng là Midu cứ để cái tình trạng nó bán phá giá lên là cũng là rất là tủi thân cho những cái anh chị đang hàng ngày đang phải giải quyết cái tình trạng phá giá trên các sàn. Thực ra sản phẩm nào bán chạy cũng đều bị như vậy thôi anh chị ạ. Mình sẽ cố gắng mình tìm cách mình giảm thiểu cái đó. Và thưa các anh chị biết không, mình cứ xử lý cái đại lý nào thì 1-2 ngày sau nó lại có một cái đại lý khác. Ngày trước người ta không đăng giảm giá, bây giờ người ta lại đăng giảm giá. Và thưa các anh chị biết rằng là từ đâu ra không ạ? 90% vẫn là anh em mình. Toàn đại lý Shopee cả. Đúng không? Chỉ cần vào cái shop đấy xem các sản phẩm gì khác ngoài Midu thì nó ra ngay mà. Trời ơi, vào một cái shop Shopee mà biết là người ta bán cái sản ngoài sản phẩm Midu ra còn có các sản phẩm gì khác thì mình nhìn là mình biết ngay là có phải đại lý của Shopee không, đúng không? Và Midu cũng liên tục làm việc với lại ngay kể cả chính Shopee để yêu cầu là với những đại lý mà ngoan cố vẫn đang hạ giá thấp thì đề nghị là Shopee phải cắt cái mã đại lý đó, cắt cái cốt đại lý đó. Nên là Midu làm cũng rất là nghiêm túc, thì các anh chị cũng cứ rất là yên tâm với lại những cái gì mà Midu đang xử lý, đúng không? Tuy nhiên bên cạnh đó thì xin cung cấp cho anh chị một cái góc nhìn về cái việc là giá trị của chuyên gia, đúng không? Tôi không bị đi lệch khỏi cái chủ đề mà tôi chia sẻ đâu ạ. Ở đây thì thưa các anh chị nhé, chúng ta thử có một cái bài toán như thế này. Đúng rồi, mua mình xong người khác bán rẻ hơn là mất khách. Thì trả lời luôn cho chị Hoàng Hiền nhé, là lý do vì sao mà chúng ta mất khách. Đó là với một cái, bây giờ đặt ra một câu hỏi của anh chị nhé. Ngoài cái việc là cảm xúc ra, bây giờ mình nói là về lý trí đi. Thì một người mua một cái sản phẩm, khi nào thì người ta mua cái sản phẩm đó? Anh chị, khi nào thì người ta mua một cái sản phẩm đó? Và anh chị hãy trả lời là khi nào thì khách hàng mua một sản phẩm ạ? Và cái giá trị của sản phẩm thì được định như thế nào là mua hời và như thế nào là mua đắt? Đấy. Khi nào người ta sẽ mua hoặc là không mua một sản phẩm bằng lý trí nhá, chứ không phải bằng cảm xúc nhá. Tức là người ta phân tích ạ. Người ta phân tích và người ta quyết định mua một sản phẩm thì khi nào người ta sẽ
sẽ cần phải mua và người ta không mua. Cái thứ hai nữa là như thế nào là đắt và khi nào là mua hớ, khi nào là mua được giá. Anh chị thử tư duy cái bài toán này thôi. Cái này nó rất là quan trọng đối với khi hiểu được giá trị của sản phẩm, đúng không? Cảm thấy tốt cho sức khỏe thì mua. Khi khách hàng tin tưởng mình, tin tưởng. Nhưng bây giờ ví dụ nha, bây giờ ví dụ như là nói với Hồ Hiền nha, là bây giờ ví dụ anh rất tin em, nhưng bây giờ cái điện thoại này nó chỉ là 30 triệu thôi, mà em bán cái này 50 triệu thì anh cũng không mua, đúng không? Đúng không ạ? Cảm thấy tốt cho sức khỏe thì đây là mình nói chung với sản phẩm, chứ không nói riêng về sức khỏe. Khi nào có cảm xúc và hiểu được giá trị. Đúng rồi, rất nhiều các anh chị trả lời về cái ý là giá trị của sản phẩm ấy. Tức là sao ạ? Ở đây chúng ta hiểu là cái giá trị của một sản phẩm đó là chẳng hạn như khi tôi muốn mua một chiếc ô tô, ví dụ như là ô tô Mazda 3 có giá là 850 triệu. Ở đây không nói yếu tố cảm xúc nha. Ít người đi mua ô tô vì cảm xúc lắm anh chị nha. Anh chị có thấy cái màn hình xe không ạ? À, anh chị đã thấy cái màn hình xe chưa? Ô tô Mazda. Vậy thì những cái lợi ích của ô tô, một cái khi mà chúng ta sử dụng một cái chiếc ô tô là gì? Đó là che nắng, che mưa này, tiện lợi này, đúng không ạ? An toàn này, sang chảnh này, đúng không ạ? Vân vân, rất là nhiều những cái giá trị của một cái xe ô tô Mazda 3. Và nếu mà người ta thấy rằng là cái giá trị này nó lớn hơn 850, đúng không ạ? Tất cả những cái giá trị này, tổng cái giá trị nó lớn hơn 850 triệu thì người ta mua, đúng không ạ? Thế còn nếu vẫn cái Mazda 3 này mà bây giờ mình bán là 1,5 tỷ, tổng cái giá trị nó 1,5 tỷ. Đương nhiên mình bán 1,5 tỷ người ta không mua. Anh chị hiểu không ạ? Vậy thì cái giá trị giống như là chị Thảo Buôn Mê Thuột của nó là giải quyết được cái nỗi đau của khách hàng ấy. Cái nỗi đau của tôi là gì ạ? Tôi đi xe máy, tôi bị mưa ướt, tôi bị hắt nước, tôi bị ốm cảm, đúng không ạ? Tôi không an toàn và tôi thấy rằng là nó không sang chảnh, tức là tôi thấy là nó rất là bình dân. Thì bây giờ tôi cần mua một chiếc ô tô. Vậy thì cái tài chính của cái này như thế nào? Nếu cái tổng giá trị của cái sản phẩm Mazda 3 đó nó mang lại nó lớn hơn 850 triệu. Vậy tôi sẽ đồng ý mua cái sản phẩm này với giá là 850 triệu. Đúng không? Còn nếu sản phẩm này bán là giá 1,5 tỷ thì tôi thấy cái giá trị của cái xe này nó không đến 1,5 tỷ. Tôi sẽ không mua. Đúng rồi nha. Đơn giản thế thôi ạ. Vậy bây giờ giả sử ở trên Shopee có một người bán sản phẩm của Midu với giá là 320.000. Vậy thì một cái ví dụ 3 bộ sản phẩm Midu 180 họ bán phá giá với giá là 960.000. Đó là phá giá anh chị nhá, 960.000, được chưa ạ? 329. có người thuộc thế đúng không? Cay luôn vì cái người bán 329. Cũng là đại lý nhà mình đấy anh chị ạ. 329, tôi giả sử nó là 320 đi cho nó rẻ, nó phá nhiều hơn đi. Đúng không ạ? Vậy thì khách hàng mua của họ suy ra là gì ạ? Suy ra là bộ gọi là combo 3 hộp Midu có giá trị lớn hơn 960.000. Đương nhiên rồi, lớn hơn 960.000 khách hàng mua, đúng không ạ? Còn mình bán bao nhiêu ạ? Mình bán bao nhiêu? Combo 3 hộp mình nhớ không anh chị?
3 bộ sản phẩm Nidu. Bộ 3 sản phẩm Nidu 180. Mình bán 1.080.000 đồng đúng không? Đúng không? Mà họ không mua của mình. Họ không mua của mình. Suy ra là gì ạ? Combo 3 hộp Nidu có giá nhỏ hơn 1.080. Đúng không? Rồi. Nhưng khi mà khách hàng mua của mình thì có phải họ chỉ nhận được là 3 hộp Nidu không ạ? Họ có chỉ nhận được 3 hộp Nidu không ạ? Khi họ mua trên Shopee thì đương nhiên là họ chỉ nhận được 3 hộp Nidu nhé. Khi khách hàng mua trên Shopee đương nhiên họ chỉ nhận được 3 hộp Nidu. Nhưng khi họ mua của mình là mình cung cấp cho họ là bộ 3 hộp Nidu cộng giá trị tư vấn và đồng hành cùng chuyên gia. Đúng không ạ? Chị Xuân nói rất chuẩn đấy ạ, nhận được cả kiến thức giá trị. Nhưng mà cái kiến thức giá trị nói xong là xong, nhưng ở đây nó còn có cả cái sự đồng hành của chuyên gia nữa. Đúng không ạ? Vậy mà họ vẫn không mua. Đấy, thì vấn đề của các chị đang ở đây. Đúng không ạ? Những chị mà đang phàn nàn thì nó đang nằm ở cái đoạn này. Vậy họ vẫn không mua, suy ra là gì ạ? 3 bộ sản phẩm của Vidu cộng giá trị tư vấn và đồng hành cùng chuyên gia nhỏ hơn 1.080.000. Nên họ không bỏ 1.080.000 ra để mua 3 hộp Vidu cộng giá trị tư vấn và đồng hành cùng chuyên gia của các anh chị. Ở trên đây chúng ta có được một cái công thức chúng ta đã rất là thừa nhận với nhau là ở trên Shopee người ta bán được với giá là 960.000. Nên là Nguyễn Gia Bảo nói là họ được tư vấn chuyên qua chuyên gia trên Shopee rồi. Nhưng mà sự đồng hành thì không thể có được. Chúng ta phải hiểu là cái giá trị của chúng ta nó còn cả ở cái sự đồng hành cơ mà. Ở trên Shopee làm gì có cái chuyện đồng hành đúng không? Vậy thì ở trên đây chúng ta thấy rằng là combo 3 hộp Nidu thì lớn hơn 960.000 nên họ mua của Shopee. Còn cũng bộ 3 hộp của Nidu là đã lớn hơn 960.000 rồi nhá. Nhưng cộng với giá trị tư vấn và đồng hành cùng chuyên gia nó vẫn nhỏ hơn 1.080.000. Suy ra điều gì ạ? Anh chị biết suy ra là điều gì không ạ? Vậy thì giá trị tư vấn và đồng hành cùng chuyên gia nhỏ hơn 1.080.000 trừ đi 960.000 bằng 120.000. Rồi, tới đây thì anh chị thấy thế nào ạ? Tới đây thì anh chị thấy thế nào ạ? Tới đây thì anh chị thấy thế nào cả nhà? Mình có thấy là cái giá trị của chuyên gia nó rẻ rúng không ạ? Trời ơi! Chuyên gia giá trị là như thế mà sao lại ngồi tính một hồi lại thành ra là giá trị đồng hành của chuyên gia nhỏ hơn 120.000. Không thể như thế được. Đúng không ạ? Thế chúng ta có thấy rằng là ok, ngoài việc rằng là đương nhiên không ai đồng tình với cái việc bán phá giá trên các sàn. Nhưng qua cái câu chuyện đấy chúng ta phải nhận thấy rằng là ồ, vậy thì cái giá trị của chúng ta nó chưa cao hơn 120.000. Chúng ta cứ nói chuyện là 3 hộp nó là một cái đơn hàng phổ biến nhất đi. Thì chúng ta sẽ thấy trung bình là cái giá trị đồng hành của chúng ta nó chưa quá được 120.000. Vậy chúng ta cần xem lại. Đúng không ạ? Chúng ta... Chị Mỹ Hạnh nói là có đồng hành thầy ơi vì những người bán trên Shopee cũng là những chuyên gia. Không. Shopee thì đương nhiên khi người ta đặt hàng thì khách hàng người ta cũng không thể nào biết hết được.
là cái khách hàng đấy là ai đâu anh chị ạ, và nó không chăm sóc theo cái kiểu là mình làm phác đồ rồi là mình tháng sau mình lại đi làm phác đồ lại cho người đấy, không có cái sự đồng hành đấy đâu anh chị ạ. Đó, và có thể là những người như chị Minh Thu nói là người ta họ không hiểu đấy, nhưng mà ở đây chúng ta thấy cái giá trị nó phải toát ra từ bản thân chúng ta. Vậy thì tại sao chúng ta lại thấy rằng là những best seller của Midu, tại sao họ lại bán được những cái số lượng lớn như vậy? Tại sao có những người một tháng bán được cả 100 triệu tiền hàng cho một cái sản phẩm mà nó chỉ có vài trăm nghìn như vậy? Tại sao mà trong 9 tháng mà Midu lên kệ Dropee, Midu lại chỉ nguyên sản phẩm Midu 360 bán được là hơn 25 tỷ? Tức là các chuyên gia của chúng ta, chính các anh chị ở đây này, chúng ta đã bán được 25 tỷ tiền sản phẩm của Midu. Và ở trong đó đóng góp rất nhiều bởi những anh chị bán hàng rất là tốt, định hướng rất là tốt, tư vấn rất là tốt. Vậy những cái người bán hàng tốt đó, những người bán hàng cả 100 triệu một tháng đó, thế chẳng nhẽ người ta không gặp vấn đề nhé anh chị à? Đúng không ạ? Chẳng nhẽ những khách hàng của họ không biết lên Shopee à? Đúng không ạ? Cái khách hàng của những bestseller đấy họ có ngốc đâu. Họ có ngốc đâu, đúng không ạ? Nhưng mà cái giá trị của họ trong một cái combo 3 hộp Midu nó lớn hơn 120.000 là xong. Là xong. Anh chị hình dung không ạ? Đấy, vậy thì tôi xin khẳng định một lần nữa, đó là đúng là cái việc xử lý hàng phá giá là việc mà đội ngũ Midu luôn luôn phải làm, cần phải làm, chắc chắn sẽ làm. Tôi hứa với các anh chị là làm bằng cái trách nhiệm cao nhất. Không phải bởi vì anh chị đòi hỏi hay là anh chị quát mắng gì ở trên nhóm đâu, mà làm vì chính Midu, đúng không ạ? Nhưng mà bên cạnh đó, cái việc đấy mình cũng phải hiểu rằng là nó luôn luôn diễn ra. Ngày hôm nay có người phá giá xử lý xong rồi, ngày mai lại có người phá giá lại đi xử lý, luôn luôn diễn ra trên không gian mạng. Và bất cứ sản phẩm nào nó cũng gặp vấn đề đấy cả. Đặc biệt các sản phẩm càng bán chạy càng gặp phải vấn đề đấy. Nhưng nếu giá trị của các chuyên gia, đúng không ạ, nó lớn hơn 120.000, nó có thể là 1 triệu, nó có thể là 2 triệu, nó có thể là 5 triệu cho cái sự đồng hành đấy, thì các anh chị không bao giờ gặp những cái vấn đề về cái việc là ảnh hưởng bởi những cái hàng phá giá đâu. Và cái điều đó là cái điều tôi mong muốn truyền tải nhất tới các anh chị, đó là chúng ta đừng bị ảnh hưởng bởi bất cứ cái thứ gì cả. Vì sao những bestseller họ không bao giờ phàn nàn đến những vấn đề đấy? Những người như bác sĩ Ngọc này, những người như bác sĩ Hằng này, những người như là chị Thường này, vừa được vinh danh lần trước đúng không ạ? Những người như là chị Vân Anh này, đúng không ạ? Là những cái người mà tôi chẳng thấy bao giờ người ta phàn nàn với những cái vấn đề đấy cả. Thế vì sao người ta bán tốt như vậy? Đúng không ạ? Bởi vì là người ta hiểu được cái giá trị của họ. Đấy. Dù ở bên ngoài kia có bán 500.000 là cái điều không bao giờ xảy ra, 500.000 ba hộp là cái điều không bao giờ xảy ra. Nhưng cái giá trị của chuyên gia nó là 1 triệu. Giá trị đồng hành của chuyên gia nó là 1 triệu thì nó đã là 500.000 cộng 1 triệu. Anh chị hiểu ạ? Thì cái giá trị nó đã là tương ứng là 1 triệu rưỡi rồi, và đương nhiên khách hàng sẽ không mua ở trên sàn thương mại điện tử. Có rất nhiều những cái rủi ro, đúng không ạ? Giống như chị Hồng Sương Thành phố Hồ Chí Minh đang chia sẻ, đó là tâm lý sản phẩm sức khỏe ít khi dám mua ở sàn thương mại, thà mắc hơn chút mà mua nơi có uy tín. Thì các anh chị phải là nơi có uy tín, anh chị chuyên gia phải là nơi có uy tín, và cái uy tín đấy nó được định giá. Ngày hôm nay tặng cho anh chị một cái bài, đó là mình định giá cái uy tín của mình đấy. Cho nên anh chị nào còn đang bị ảnh hưởng bởi cái vấn đề về phá giá thì các anh chị hiểu rằng là bên cạnh cái việc là nó có những cái phần chúng ta phải xử lý, thì chúng ta cũng phải xem lại mình, xem lại cái giá trị của mình nó đã thực sự là tuyệt vời chưa, đúng không ạ? Thì mình không bao giờ bị ảnh hưởng bởi các cái yếu tố bên ngoài nữa. Đấy, và thông qua cái bài chia sẻ ngày hôm nay thì cũng nói cũng hơi dài, nó hơi bị quá vào giờ một chút, nhưng mà cũng rất mong là truyền tải được đến các anh chị, để chúng ta qua cái việc này thì chúng ta nâng tầm được cái giá trị lên, và chúc là các anh chị sẽ luôn luôn là có được cái giá trị thật là lớn trong mắt khách hàng,
Và với cái giá trị lớn đấy, các anh chị không bao giờ lo về các vấn đề liên quan đến nào là mã vạch này, nào là ở ngoài Shopee người ta bán bao nhiêu này, đúng không? Tất cả những cái đó đều được giải quyết hết bằng cái việc là chúng ta tự nâng cái giá trị đồng hành với khách hàng lên. Xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe cái buổi bài chia sẻ của tôi ngày hôm nay. Dạ vâng ạ. Cảm ơn thầy Nguyễn Xuân Hợp ạ. Các anh chị có thấy cái phần chia sẻ của thầy Hợp ngày hôm nay tuyệt vời không ạ? Các anh chị hãy thả tim, thả hoa để cảm ơn thầy Hợp đã cho chúng ta những kiến thức rất là quý giá được không ạ? Dạ vâng ạ. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn các anh chị ạ. Dạ vâng. Và tiếp theo chương trình thì sẽ là đến cái phần chia sẻ kết quả về chiều cao của các con. Thực ra thì ở Midu thì không có kết quả mới là lạ, chỉ có kết quả là điều hết sức bình thường đúng không các anh chị? Và hôm nay thì chúng ta vẫn sẽ chia sẻ với nhau những cái kết quả của con mình để cùng chung vui và cùng nhìn thấy các con lớn lên từng ngày thì là điều thực sự rất là tuyệt vời đúng không các anh chị? Và hôm nay thì em cũng mời đến đây hai chị đối tác kinh doanh đã học chương trình trở thành chuyên gia phát triển chiều cao, đã giúp được cho con mình, đã giúp được cho rất là nhiều bạn nhỏ trong cộng đồng. Và các anh chị sẽ chia sẻ kết quả của bản thân con mình cũng như là những cái kết quả của những bạn nhỏ mà các anh chị đã giúp nó tuyệt vời như thế nào anh chị nhé. Và đầu tiên thì em xin mời câu chuyện của chị Nguyễn Thảo ạ. Chị Nguyễn Thảo có thể giơ tay giúp em để em spotlight mình được không ạ? Chị Thảo đã có ở trong Zoom chưa ạ? Biết giơ tay. Dạ. Chị Thảo hãy bật camera lên giúp em nhé. Em vẫn chưa thấy chị. Dạ đây. Dạ em chào chị. Dạ rồi, chào mọi người. Dạ mình hãy chia sẻ những cái kết quả của con nhà mình cũng như là những cái em bé mà mình đã giúp như thế nào chị nhé. Mọi người có nghe Nguyên nói rõ không ạ? Dạ rất là rõ chị ạ. Dạ rồi. Đây là lần đầu tiên em xuất hiện nên em chào cả nhà. Em là Thảo Nguyên. Em mới vừa mới học trở thành chuyên gia của Midu vào ngày khóa 17 vừa rồi thôi ạ. Thật ra em biết tới Midu từ lúc bé chưa được 1 tuổi, nhưng mà do là cái phác đồ của mình á, là sản phẩm của mình chỉ dùng cho bé 1 tuổi trở lên thôi, nên là trong thời gian đó em có tìm hiểu sơ sơ qua một số các anh chị đã sử dụng Midu cho bé nhà mình. Dạ thì cái lúc mà bé 12 tháng á, thì em có đi chích ngừa và đo thì bé mới có 73cm thôi. Và khi mà làm phác đồ thử cho bé thì bé dưới chuẩn độ 2. Thì trước đó thì bé cũng có dấu hiệu khó ngủ và rất là trằn trọc luôn. Hay ti đêm á. Bé nhà mình thì lại không hợp tác với sữa công thức, hoàn toàn ti mẹ thôi. Nên thành ra là mình để cho bé phát triển tự nhiên cho đến lúc 1 tuổi thì vô tình là mình biết tới sản phẩm Midu và sau đó mình biết tới cái khóa học. Thì mình cũng không biết lý do vì sao mà bé nhà mình nó lại, tại vì mình cũng có cho bé ăn hải sản rồi cũng ti mẹ rồi mẹ cũng bổ sung canxi nhưng mà lại không cao đạt chuẩn được. Thế là mình sau đó mình tìm hiểu trong cái khóa học thì mình mới phát hiện ra, mình mới ngộ ra một cái là các bé nó không thiếu canxi mà nó là thiếu chất dẫn. Thì khi mà nghe được cô Phạm Thị Thanh Hiên chia sẻ là mình đặt hàng và mua ngay sản phẩm về cho bé sử dụng. Thì khi mà mình sử dụng á, thì cái thời gian đầu á, mình sử dụng thì lúc đó bé là 12 tháng 28 ngày là bé bắt đầu sử dụng. Sử dụng thì đến lúc đó mình rất là giống như kiểu là mình cũng mừng á, nên thành ra mình giống như mình nghiệm thử, nhưng mà có mình
không đo chiều cao bé trước khi sinh. Đó là một cái thứ nên là cũng chỉ kỳ vọng là bé chỉ cao khoảng 2 cm một tháng thôi. Mình cũng có một cái gì đó hy vọng ở sản phẩm rồi, tại vì bé cũng đang ở độ tuổi mọc răng. Thời điểm đó thì bé chỉ mới có 8 răng thôi. Lúc trước thì bé rất là vượt trội luôn á, nhưng mà sau khi mà bé bị bệnh á, cái là răng của bé cũng dần lại luôn đó. Đến 4 tháng bé không mọc răng mới, nhưng mà nó chỉ là răng nó chỉ to ra thôi. 8 răng nó to ra nhưng mà nó lại không mọc răng mới. Thế sau đó là mình mới bổ sung. Thì tới khi mà bé 28 tháng 2 là lúc đó bé là được 13 tháng 17 ngày. Thì hôm đó bé có một cái sự cố trong đêm bé ngủ á, thì bé không biết bé trở mình như thế nào đó, thì bé bị trật khuỷu tay. Thì mình cho bé đi khám ở Nhi đồng 1, thì bác sĩ vặn cái tay lại, thì thời điểm đó thì bác sĩ có đo chiều cao, thì mình cũng rất là bất ngờ là chiều cao của bé 77 cm, là trong khi là bé mới sử dụng có 3 tuần, là vừa mới qua hộp thứ hai thôi. Thì so với cái chiều cao ban đầu 73 cm thì bé phát triển vượt trội lên tới 4 cm. Thì mình nghĩ là trong 28 ngày trước đó thì bé chỉ lên 1 hoặc 1.5 cm là tối đa lắm rồi. Nên là mình cũng theo dõi tiếp. Thì trong cái thời gian đó thì bé lại không mọc răng mà bé chỉ cao lên thôi, cao một cách vượt trội ấy. Nên thành ra cái khung xương của bé mình cũng cảm thấy vui, là tại vì theo mình học thì mình thấy là xương, khi mà cái khung xương nó không có chưa màu chưa chắc xương á, thì canxi nó sẽ vào và nó hoàn thiện cái bộ xương thì nó mới cao. Thì bé và mình là cao lên luôn. Nên thành ra là mình rất là vui là cái khung xương của bé nó an toàn nhưng mà lại không một răng. Thế là mình cũng cũng không kỳ vọng lắm đâu, nhưng mà nó cũng rất là vui. Cái là bé vượt trội lên quá thì thành ra bé cái chữ bé ốm nhom luôn. Nó thẳng lên một cái là nó lên tới 4 cm. Thì lúc đó mình mới theo dõi tiếp xem thế nào. Thì mình sử dụng tiếp thêm 10 ngày nữa, là đến lúc bé được 14 tháng mình đi chích ngừa rồi đo lại thì bé lên được nửa xăng, nửa xăng thôi. Nhưng mà ngược lại thì đồng thời lúc đó thì bé lại mọc lên được 3 răng. Thì nó chỉ mới là diễn đâm chồi răng ra, rất là bé trong cái thời gian trước đó, bé không mọc, nhưng mà bây giờ bé lại mọc một lúc 3 răng và không có dấu hiệu sốt luôn. Nên là mình nói chung là mình cũng rất là vui. Và sau đó mình đã chia sẻ kết quả này cho bác sĩ Hiền. Bác sĩ Hiền cũng có chúc mừng, cũng có chia sẻ về liệu trình tiếp theo. Tại vì sau đó thì mình làm lại phác đồ thì bé đã đạt chuẩn từ một em bé dưới chuẩn độ 2, và bây giờ là bé đã 7.5 cm, 14 tháng và bé ở chuẩn. Nên là một cái nó cũng rất là vui, và mình cũng có chia sẻ cái câu chuyện này của mình trên Facebook cũng như trên Zalo để mà chia sẻ đến với các mẹ có con trong cái độ tuổi là từ 1 đến 3 tuổi. Và mình lúc đó tự nhiên mình lại có thêm một cái động lực đi truyền giá trị sản phẩm. Thì mình cũng đang có một số cái kế hoạch cho nhỏ mà cũng đang muốn sự hỗ trợ của bên Midu, nhưng mà nó cũng chưa có hoàn thành. Còn hiện tại thì mình đang giúp cho một bé đó đang ở dưới chuẩn về cân nặng và chiều cao đều dưới chuẩn độ 3. Thì bé đó thì mình cũng đang đồng hành với phụ huynh, và gần đây thì mình nhận được thông tin là bé sử dụng thì có chưa đến một tháng bé mới sử dụng. Hồi ngày bé đặt hàng của mình là ngày 1, nhưng mà nhận hàng xong thì mẹ cũng bận rộn nên thành ra tới ngày 7 tháng 3 các bạn mẹ mới cho dùng. Thì thấy là bé có cải thiện về giấc ngủ, và thực sự là cái giấc ngủ là cái mà mình thấy rõ ràng nhất luôn. Bên cạnh cái việc phát triển chiều cao thì cái giấc ngủ là cái mà có thể giúp cho bé hoàn thiện và phát triển chiều cao trong đêm á. Mà bé nhà mình thì cũng thấy cải thiện được cái đó, và mình cũng chia sẻ trước với phụ huynh thì phụ huynh cũng theo dõi và cũng thấy được cái sự cải thiện giấc ngủ trước. Còn cái vấn đề mà chiều cao thì là phải sử dụng cho đến một tháng thì mẹ chia sẻ lại thì mình mới biết được cái kết quả. Và mình cũng rất là cảm ơn sản phẩm Midu, vì thứ nhất là cũng cho mình một cái niềm tin là mình cũng có thể giúp cho con của mình, cũng như là mình lan tỏa cái giá trị sản phẩm đến với mọi người. Mình chia sẻ đến đây thôi ạ. Còn các phụ huynh khác thì mình vẫn đang theo dõi và cũng đang giống như là làm phát đồ cho họ, và mình cũng đang tư vấn. Và có thể là kết quả thì mình vẫn đang chờ thời gian thôi, chứ cũng chưa có cải thiện ngay lúc này được.
và cái giấc ngủ và cái ăn uống của em bé là cái mà làm cho phụ huynh vui, và nó cũng sẽ làm cho mình vui trong quá trình mà mình vừa sử dụng mà vừa lan tỏa. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Dạ vâng, cảm ơn chị Nguyên ạ. Trong quá trình em nghe chị Nguyên chia sẻ thì em thấy chị Nguyên đúng là một người mẹ vô cùng là tuyệt vời và cũng là một chuyên gia cực kỳ là xuất sắc. Chị Nguyên, em thấy chị Nguyên là cái kiến thức của chị Nguyên rất là chắc đúng không ạ? Không biết là chị Nguyên đã học đi học lại nhiều lần hay là chị Nguyên với chị Ngọc có một lần thôi, em thấy chị Nguyên nói rất là hay, rất là chuẩn kiến thức của bác sĩ Hiên luôn đấy ạ. Cảm ơn em xin anh Huyền, tại vì Nguyên thì Nguyên học mới học cái khóa 17 và thực sự là mình cũng học ở trên YouTube nữa, và mình cũng có chia sẻ cái kiến thức này cho một số mẹ tìm hiểu, thì có thể là cái kiến thức đó cũng hơi dài và mình nói mình chụp cái màn hình là mình nói thì nhiều khi cũng sẽ không có đủ thuyết phục bằng bác sĩ Hiên, nên mình cũng có chia sẻ cái YouTube cho một số mẹ đang có cái dự định mua sản phẩm, thì mình cũng đang lan tỏa dần. Dạ vâng, cảm ơn chị Nguyên rất là tuyệt vời ạ. Chúc bé nhà mình là luôn giữ vững được cái phong độ này và giúp chị là càng ngày càng chia sẻ và lan tỏa được những cái kiến thức này cho thật là nhiều người hơn nữa. Và chúng ta hãy thả bông thả tim để chúc mừng cho một người mẹ tuyệt vời đúng không ạ? Vâng ạ, em cảm ơn chị cảm Nguyên. Cảm ơn em xin thân thương ạ. Dạ vâng ạ. Và tiếp theo thì em xin mời một chị nữa cũng có một cái kết quả hết sức là tuyệt vời lên chia sẻ cùng với chúng ta được không ạ? Em xin mời câu chuyện của chị Nguyễn Thúy ạ. Chị Nguyễn Thúy giúp em giơ tay để em có thể add spotlight mình chị nhé. Chị Thúy giơ tay giúp em được không ạ? Mình bật cam, bật mic lên ạ. Thì có nhưng mà dạ em chào chị. Ôi dồi, tìm mãi mới được cái nút rửa tay, trời đất đâu. May quá chứ em còn cứ tưởng là chưa thấy chị đâu. Rồi, em chào cả nhà, em chào anh Hợp và chào tất cả những cái chuyên gia trong cộng đồng của chúng ta hôm nay. Em là Nguyễn Thị Thúy, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Hà Nam, và hôm nay thì cũng rất là may mắn được bạn Huyền mời đến đây chia sẻ. Cũng may làm sao mà bé nhà mình hợp tác, bạn ấy ngủ rồi. Bây giờ bắt đầu là chia sẻ tới đâu nhỉ? Thật ra thì con ơi, em khóc rồi kìa. Em sẽ xin tầm khoảng 10 đến 12 phút thôi ạ. Để chia sẻ thứ nhất là về cái kết quả sử dụng sản phẩm của bé nhà em. Em thì chiều cao rất là cao, cao có 1m50 thôi. Và trước đây em nghĩ là chắc chắn là khi mà mình sinh con ra thì nó sẽ không được cao đâu, khó lắm. Bây giờ thì chiều cao nó là cái mà ảnh hưởng bởi gen di truyền, tức là mình vẫn mang cái quan điểm cũ đấy. Thế và đến lúc thì em dùng Midu được khoảng 1 tháng đầu tiên là cái hồi tháng 4 đấy. Tức là lúc đó thì cảm thấy xương mình khá là yếu, và cái hôm mà đi thăm kho đấy thì thấy em hay đấm lưng thế này. Thì bác sĩ Hiên và anh Hợp có nói là như bình thường là người ta nên uống 1 ống. Nhưng mà với em thì em đang thiếu canxi nhiều quá, cho nên em tăng cái liều lượng nên là 2 ống hoặc là 3 ống một ngày. Thế thì trong 1 tháng đầu tiên thì em cũng không thấy kết quả nhiều. Nhưng mà từ tháng thứ 2 trở đi, tức là tháng thứ 5 của thai kỳ ấy, thì em thấy là cái sức khỏe của mình nó dần dần nó tốt lên. Cái công việc của em thì hiện tại là em đang phải đi khoảng 8 tiếng, 6 tiếng một ngày, đi lại rất là nhiều. Thế nhưng lúc đó thì em thấy là sao mình lại khỏe thế nhỉ? Mình có thể đi lại, mình đứng nhiều mà cũng không cảm thấy, tức là nói không mệt thì cũng không đúng. Thế nhưng thật ra là em cảm thấy là cái sức khỏe của mình khá là tốt. Duyên này bé ra đi cho mẹ tôi đây. Đến lúc mà em đi siêu âm á, thì cái tháng cuối cùng để mà chuẩn bị sinh, thì bác sĩ có đọc là con có sừng đùi dài 68mm. Thế lúc đó thì em cảm thấy rất là bất ngờ. Tức là trước cái thời điểm đi siêu âm đó nhá, thì cũng học Midu rồi cũng uống cái nọ thế kia. Nhưng mà trong lòng mình có cái gì đó nó không thực sự là tin hết 100% vào sản phẩm. Và cái lòng tin nó không mãnh liệt đâu. Nhưng mà sau cái hôm mà bác sĩ cho em cái tờ siêu âm đó, thì là bác sĩ nói là con có sừng đùi dài 68mm. Lúc đó thì em cảm thấy lên trong lòng rất là mừng. Đấy, mừng là tại vì thứ nhất là con đưa bé ra đây cho mẹ này. Hay con bế em lên đi. Con bế em lên đi, em đỡ khóc kia. Thế thì em cảm thấy là thứ nhất là con mình sẽ được cao lên, và cái thứ hai nữa là mình sẽ có được một cái niềm tin cho các mẹ khác là sẽ theo dõi Facebook của mình để cũng có thể cải thiện chiều cao cho con. Đến lúc thì bây giờ thì cái thực trạng sức khỏe của em thấy là khá là ổn, và cái lúc mà vừa sinh xong ấy thì cũng có bị đau lưng,
Thế nhưng mà khi mà em vẫn duy trì uống Midu là 2 ống một ngày thì cái sức khỏe của em cảm thấy ổn rất là nhanh. Mọi người có nói là Thúy sao mày bầu gì mà mày đi nhanh thế, mày đi chậm chậm thôi để mọi người biết là mày đang có bầu. Tức là kể cả là trên Face hay là kể cả là ở ngoài cuộc sống bình thường ấy, thì mọi người gặp em cũng đều nói như vậy. Trên Face thì mọi người nói là trông chị rất là năng lượng, không ai nghĩ là chị có bầu. Nếu như em không qua cái phần bụng thì chắc là không biết là ai, không ai biết là em có bầu đâu. Và cái thứ hai nữa là ở ngoài ấy, mọi người bảo là thôi đi chậm chậm thôi. Thế thì em nghĩ là ừ thôi, mình giả vờ mình đi chậm chậm một chút thì coi như là mình cũng phải giả vờ nặng đêm một tí, chứ ai lại bầu bí thì mà đi nhanh quá nó cũng buồn cười. Thế nhưng em cảm thấy là cảm phải 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 nói là sức khỏe của em cải thiện rất là nhiều nhờ có Midu mới nào cũng vậy. Em mới có lại răng ống ấy thì bây giờ sức khỏe của em ổn rồi. Và về sức khỏe của bé em thì tức là bình thường như cái bạn 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 nhỏ em á, bạn bạn Thành thứ hai, con ơi trật tự cho mẹ làm việc nào. Thì cái lúc xương đùi của bạn thì dài có 53 mm thôi, và ai cũng nói là cái thằng bé nó chắc là lùn đây. Còn cái bạn 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 em vừa sinh xong này thì xương đùi dài 68 mm, và khi đó thì khoảng tầm 3 tuần thì lúc nào thỉnh thoảng như là em đỡ con, em đỡ tay để cho con bú thì người nó không bị vẹo á. Thế nhưng mà cái lúc nào mà thằng cu nó không thích á, là nó gồng tay, nó hất hất tay em ra, mặt nó đỏ ửng lên đấy. Thì em có thể cảm nhận được là cái độ cứng của xương nó gồng hết cả người lên đấy. Em thấy bất ngờ luôn đấy. Thế là em thả tay con ra, em không giữ nữa. Và cái tình trạng đó em cũng vẫn thử ngày thì 1-2 lần. Và hầu như là những lúc nào mà bạn không thích ấy, thì bạn nên lấy tay bạn đi gồng ra. Thì em cảm nhận được cái độ cứng ở cái tay của bạn, cái độ cứng ở xương của bạn ấy. Thế như vậy là Midu Q7 có cái tác dụng thật. Thế tiếp nữa này, không ai người ta lại bế dựng một đứa bé vừa mới sinh xong được khoảng tháng hơn tháng. Duyên là con bé em lên con. Con bé em lên cho mẹ đi nhé. Thì em đỡ dựng bạn lên. Thì bình thường là ví dụ trẻ mà tầm 1-2 tháng là cổ nó sẽ không giữ đứng được đấy. Thế nhưng mà cái bạn này em thì em chỉ đỡ khoảng 2-3 giây thôi. Thì thấy là cổ của bạn cũng cứng cứng được một chút. Thì em thấy là ô thì hóa ra là Midu là tôi phải thật. Thế lúc đó thì cái lòng tin trong con người em nó rất là mãnh liệt rồi. Và em tin 100% vào sản phẩm rồi. Và đó là một sản phẩm tối ưu rồi. Thế thì bây giờ là mình tin những gì mình nói, mình tin những gì mình học. Thế thì người khác có tin mình nói hay không? Thế thì ban đầu mình là một người sử dụng sản phẩm này, rồi bây giờ chuyển sang mình là một người chuyên gia và mình là một người bán sản phẩm thì như thế nào? Thì thực ra mà nói thì cái hành động mà người ta bỏ ra 360.000 để mua một hộp video ấy, nó không khó. Thế nhưng mà cái việc là ở cái quan niệm của người ta ấy, thì người ta vẫn chưa tin hoàn toàn hẳn là gâm mày biết cái gì mà nói, hay ví dụ như là khi mà người ta tìm những cái sản phẩm sức khỏe thì người ta sẽ phải tìm đến chuyên gia đấy. Chứ không ai người ta lại tìm đến một cái đứa bán hàng online cả, nó ra kia cho mẹ làm việc. Thế thì em mới nghĩ rằng là bây giờ ấy, thực ra thì mình muốn bán hàng tốt ở trên Facebook và mình chia sẻ được nhiều với mọi người thì thứ nhất là phải cần có cái thời gian lan tỏa trên Facebook. Cái thứ hai nữa là mình phải thực sự có kiến thức về sản phẩm, tức là mình hiểu một cách chuẩn xác luôn ấy. Nặng mạng yếu quá không nghe được, chắc là do đầu dây của chị ngắt thôi ạ. Thế cho nên em nghĩ là bây giờ ấy, mình bán một cái sản phẩm liên quan đến sản phẩm sức khỏe và uống vào trong người thì ai người ta cũng sẽ cẩn thận, và bản chất thì khi mình là người đi mua sản phẩm tiêu dùng thì mình cũng sẽ như vậy thôi. Thì cái thứ nhất là mình phải hiểu kỹ về sản phẩm đã. Thật ra mà nói thì em là một đứa có kiến thức đi học hầu như không có cái gì cả, chỉ có kỹ năng, chỉ có mỗi cái miệng nói thôi, chứ còn đi học về y hay là những cái kiến thức như thế nó rất là khó. Thế thì em mới nghĩ rằng là thôi mình quyết tâm đi, người khác làm được thì mình cũng làm được. Thế ví dụ như những cái điều mà anh Hợp hay anh bác sĩ Hiên nói, các bạn có thể hiểu được ngay, nhưng mà với em thì có thể phải xem đi xem lại mấy lần em mới hiểu, tức là cái não của mình nó bắt chậm á. Thế nhưng mà em nghĩ rằng thôi mình thực sự cố gắng, tại vì là để trở thành chuyên gia thì người ta phải trải qua hàng bao nhiêu nghìn giờ làm việc, bao nhiêu nghìn giờ học hỏi thì người ta mới có thể trở thành chuyên gia được. Thế cho nên đó là một cái quá trình lâu dài, đó là một cái con đường rất là lâu. Thế cho nên là em cũng muốn chia sẻ để cho mọi người biết được là nó không thể cái chuyện là mình mua mớ rau ngoài chợ hay là mình mua cái lọ mỹ phẩm mình xức lên người hoặc là mình bôi lên da đâu, mà đây nó là cả một quá trình. Thì mình cần có một cái kiến thức vững chắc về sản phẩm, và cái điều thứ hai bên không thôi được rồi. Cái thứ nhất là mình hiểu về sản phẩm này, cái thứ hai nữa là mình phải tự tin vào cái giá trị của mình đấy, và mình phải phải chia sẻ đều đặn trên Face để mọi người lan tỏa. Và cái quan trọng nhất là mình cần thay đổi được cái tư tưởng của người Việt Nam, đó là bây giờ mọi người hay uống những cái sản phẩm tăng chiều cao cho con, ví dụ như của Nhật hay của Hàn này. Em cũng có những khách như vậy nhé. Thế đến lúc em hỏi thì liệu trình uống như thế nào, rồi con cao bao nhiêu, rồi có được làm phác đồ hay không, thì mọi người nói là ơi chị ơi em cứ uống thôi, chứ thực ra là không có những cái đấy.
Thế thì mình đã biết được là mình đang nắm giữ trong tay một cái giải pháp để giúp cho các mẹ có thể cho con cao trong tương lai. Thế thì còn cái gì mà không không tự tin nữa ạ? Cái thứ nhất là mình tự tin vào sản phẩm này. Cái thứ hai nữa là mình có lòng tin vào nhà cung cấp này. Thực ra mà nói thì những cái ngày đầu tiên em chưa có được cái sự may mắn là làm việc nhiều với anh Hợp và bác sĩ Yên. Thế nhưng mà anh Hợp anh nói duy nhất một câu như thế này là chúng ta đang trên con đường trở thành những cái chuyên gia trong hiện tại và tương lai. Và anh ấy nói một câu là chúng ta sẽ đào tạo cho khách hàng hiểu về Midu và sẽ trở thành những cái chuyên gia về Midu như chúng ta. Anh ấy chỉ cần nói hai câu đấy thôi là em đặt hoàn toàn niềm tin vào anh Hợp và bác sĩ Yên. Thế cho nên là cái niềm tin nó là cái quan trọng lắm. Còn thì với quan điểm của em thì ai bán phá giá mặc ai, em không quan tâm. Nhưng mà em xứng đáng có được cái lợi nhuận như vậy. Có nghĩa là khi mà khách em lên đơn Midu ấy, em không giảm giá, không có thứ gì hết. Chị ơi, giá sản phẩm đây. Nếu như khách nào mà cảm thấy nó hơi, tức là người ta im lặng, em hỏi thẳng luôn. Chị ơi, chị có cảm thấy đắt quá không ạ? Có người bỏ đắt, có người bỏ không. Thế thì có người bỏ đắt quá thì em mới nói là chị ơi, có 1,8 triệu thôi chị ạ. Có thể là bây giờ chị cảm thấy nó hơi đắt. Thế nhưng mà sau này khi con chị 18 tuổi trở lên thì sẽ không có khả năng cao lên được nữa. Thì lúc đấy chị có muốn bỏ ra nhiều tiền cũng không giải quyết được cái gì cả. Tức là quan trọng là mình như thế nào ấy. Mình tự tin vào giá trị của bản thân mình này. Mình tự tin vào sản phẩm này. Và mình tự tin vào cái con đường mình đi thì mình sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cái yếu tố bên ngoài như vậy. Và người ta nói rằng là không có ngành nghề sai, chỉ có cái con người làm sai đi thôi. Tức là bạn cố tình bạn hạ giá để bạn bán được một sản phẩm. Thế như vậy có nghĩa là bạn đang tự hạ thấp giá trị của bản thân bạn đấy. Ngày trước thì em cũng có bán sách, đọc cho cha mẹ rất là nhiều. Em không bao giờ có cái tư tưởng là giảm giá sách đâu. Tại vì là em nghĩ là tôi xứng đáng được hưởng cái lợi nhuận đó. Ví dụ như khách nào mà hỏi nhiều quá đấy, thì là em tặng thêm các mẹ 1-2 cuốn để cho hài lòng thôi. Chứ còn thì em chưa bao giờ có tư tưởng là giảm giá hay là hạ giá. Cái chuyện mà hạ giá 10-20 nghìn kể cả là mình bán trừ hết 33.5 đi. 33.5% đấy. Kể cả mình bán không lợi nhuận cũng được, không sao hết. Thế nhưng mà đó không phải là cái chuyện hạ giá, mà là cái chuyện là mình tự hạ thấp giá trị của bản thân mình. Em nghĩ cái đó, cho nên là sẽ không bao giờ có chuyện là chúng ta nên bán hạ giá. Chúng ta xứng đáng có được cái giá trị và bán cái giá bằng với cái giá của nhà cung cấp đưa ra. Và ví dụ như là có những khách nào mà mình muốn ưu ái họ ấy, thì em có nói là, tức là khi lên đơn xong này, thì em chụp cho khách và em có nói là chị ơi chị, em lên đơn cho chị xong rồi đấy ạ. Và người ta nhìn thấy rõ là giá tiền là 1,080 ba hộp. Và em có ghi thêm một câu là chị ơi tiền ship của mình là 25.000, em gửi tiền ship cho chị rồi đấy ạ. Tức là mình nói như vậy để người ta biết được rằng là cái tiền ship đó là bạn mua hàng bạn phải trả, nhưng mà vì tôi yêu quý bạn cho nên tôi trả cho bạn, tôi hỗ trợ cho bạn thôi đấy. Tức là người ta nói là cái của cho không bằng cách cho, thì em nói rất là rõ ràng như vậy. Cho nên là sẽ chẳng bao giờ có cái chuyện là khách của em lăn tăn là đắt quá hay cái gì cả. Cái quan trọng nhất là do cái cách nói chuyện của mình như thế nào thôi. Còn thì cái chuyện mà người ta không mua có sao đâu, kệ thôi. Cái thứ nhất là người ta chưa đủ niềm tin. Cái thứ hai nữa là người ta chưa thấy được tầm quan trọng của cái việc là con của mình phải cao trọng ngay bây giờ. Thì có sao đâu. Và cái thứ ba rất là quan trọng nhé. Cái kiến thức của mình còn non kém. Bác sĩ Hầu thì bác sĩ nói giảm nói tránh để chúng ta không bị tự ái và không bị buồn thôi. Thế nhưng chốt lại một câu là sản phẩm tốt, nhà cung cấp hỗ trợ đến tận chân răng. Như vậy tại sao khách chưa chốt? Là do kỹ năng của mình còn yếu kém. Thì chốt lại là mình cần nâng cao kỹ năng lên. Mình học thêm về sản phẩm. Mình học thêm về kỹ năng thấu hiểu khách hàng. Và có một cái sự tinh tế khéo léo. Thì em tin rằng là khách họ sẽ tự chốt sản phẩm. Chứ mình không phải đi chốt người ta nữa. Và em luôn luôn bán hàng trong một cái tư thế. Cả em tuyển dụng cũng như vậy. Một cái tư thế là tôi cho bạn cơ hội. Tôi cho bạn giải pháp chứ tôi không đi xin bạn. Thế cho nên là có những người khách trao đổi với em rất nhiệt tình. Người ta không mua có sao đâu. Mình cũng rất là hoan hỉ thôi. Tại vì nếu như mà đủ duyên thì chúng ta sẽ được dùng sản phẩm này. Và đủ duyên thì chúng ta sẽ làm đại lý cùng với nhau. Đấy. Em hơi bị lố giờ rồi. Em nghĩ là còn nhiều cái điều muốn chia sẻ lắm. Thế nhưng mà hôm nay thì cũng cảm ơn bạn Huyền. Cảm ơn bác sĩ Hợp đã cho em cơ hội được chia sẻ với cả nhà nhé. Em chúc cả nhà có thể có một tháng bão đơn và chuẩn bị tốt cho vấn đề là tốc chiến. Cảm ơn cả nhà lắng nghe. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị Thúy. Chị Thúy chia sẻ thực sự là cực kỳ là tuyệt vời đấy ạ. Chị Thúy có nói là chị Thúy chậm hiểu rồi chị Thúy chậm tiếp thu đúng không ạ? Nhưng mà em thấy là anh Hợp vừa mới chia sẻ đầu giờ thôi, nhưng mà chị Thúy đã cực kỳ thấm nhận tư tưởng của sếp Hợp rồi đấy ạ. Cực kỳ thấm nhận tư tưởng của thầy Hợp đấy rồi đấy ạ. Các anh chị có thấy chị Thúy tuyệt vời không ạ? Mình hãy thả tim thả hoa để chúc mừng cho một người mẹ tuyệt vời, một chuyên gia cực kỳ là tuyệt vời anh chị nhé. Dạ vâng, một lần nữa em xin cảm ơn chị Thúy ạ.
Dạ vâng, và tiếp theo đây thì sẽ đến phần mà hẳn là tất cả các anh chị đều hồi hộp và mong chờ đúng không ạ? Và em xin mời sự trở lại của thầy Nguyễn Xuân Hợp với phần vinh danh chuyên gia xuất sắc ạ. Anh Minh chuẩn bị hình ảnh nhé. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có cái phần vinh danh. Thực ra cái phần này cứ mỗi lần mà tôi xuất hiện tôi rất là muốn, mong muốn làm đúng không ạ? Và thấy rất là vui khi mà có những chuyên gia của chúng ta đã đạt được những cái thành tích vô cùng xuất sắc. Thế thì ngày hôm nay đầu tiên thì có một cái tiêu chí vinh danh thì các bạn ở Midu có đề xuất rằng là cái tháng này là cái tháng 3, tức là cái tháng mà chúng ta trở lại với cái công việc kinh doanh. Đúng không? Có thể cái tháng trước là tháng 2 nó sẽ là cái tháng Tết. Còn cái tháng 3 này thì chắc chắn là nó là cái tháng gọi là chính thức rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, mùa xuân gọi là tháng riêng là tháng ăn chơi là đã trôi qua rồi và chúng ta sẽ phải trở lại với một cái công việc kinh doanh hoàn toàn là thực sự bứt phá. Thì trong cái tháng này đầu tiên cái tiêu chí mà muốn vinh danh đầu tiên đó là cái tiêu chí là chuyên gia có sự tăng trưởng nhất, tức là mặc dù là mới nhưng mà có cái sự tiềm năng đúng không ạ, và có cái doanh thu tự nhiên là nó sẽ, mặc dù mới học thôi, mặc dù là mới kinh doanh thôi, nhưng mà đạt được cái điều rất là tuyệt vời. Và điều đó chứng tỏ là cái chuyên gia đó cũng rất là thấm nhuần và mang những cái kiến thức, những cái tư duy của Midu ra phục vụ cộng đồng nó rất là hiệu quả. Và ngày hôm nay tôi xin được vinh danh chuyên gia phát triển chiều cao chị Nguyễn Thị Vân Anh, đó là chuyên gia tăng trưởng nhất tháng 3 năm 2023, đúng không ạ? Từ một chuyên gia mới, và tháng 3 này đã có được những cái kết quả rất là tuyệt vời. Đấy, một lần nữa xin chúc mừng chuyên gia Nguyễn Thị Vân Anh. Và Nguyễn Thị Vân Anh có ở đây không? Thì admin hãy giúp bật mic của chị Vân Anh lên để chị Vân Anh có thể chia sẻ bằng cái điều tuyệt vời nào mà mình lại có được cái sự tăng trưởng và bắt đầu một cách rất là ngoạn mục như vậy. Có Vân Anh ở đây không ạ? À đây rồi. Giơ tay lên em. Rồi, đã thấy rồi. Nhưng mà người không thích đi trước nhưng thời đại mà. Dạ vâng ạ. Em rất là vui mừng ạ. Em xin cảm ơn công ty Midu, cảm ơn bác sĩ Hiên, cảm ơn anh Hợp đã cho em cơ hội được vinh danh ngày hôm nay ạ. Thì thật sự đây cũng là niềm vui rất là lớn, rất là bất ngờ đối với em ạ. Bởi vì là em cũng mới tham gia khóa học chuyên gia là khóa 17 thôi ạ, rất là mới ạ. Thì cái dịp Tết vừa rồi thì em cũng có cơ duyên em biết đến sản phẩm Midu từ một người bạn. Bạn đấy là một người em rất là yêu quý và rất là tin tưởng hoàn toàn đấy ạ. Tức là khi mà bạn ấy mà cho con bạn ấy sử dụng cái gì hoặc là bạn ấy sử dụng cái gì thì là mình không cần phải tìm hiểu gì thêm, mình chỉ theo thôi. Thế thì bạn ấy có chia sẻ con bạn ấy dùng Midu có kết quả và em đã ngay lập tức em lấy cho con cái của mình cũng như là cho gia đình mình dùng. Thế sau đó thì em là một nhân viên y tế nữa thì có tìm hiểu về trong bệnh viện của mình là cũng có một số anh chị ở trong viện đã dùng sản phẩm Midu là cho con được gần 2 năm nay. Và kết quả rất là tốt luôn. Con các chị bây giờ hầu như là học cấp 3 và cao 1m8 rồi, cao lớn vượt trội so với tuổi. Đến lúc mà mình bắt đầu mình tìm hiểu sản phẩm và mình hỏi thăm và mình đăng bán bài ấy, thì có những chị đặt mình cả thùng luôn. Thế mà mình cảm thấy rất là bất ngờ là ôi sao một cái sản phẩm nó tốt như thế này mà bây giờ mình mới biết đến. Và lúc đó thì mình nghiêm túc mình sử dụng cho con cái, cho gia đình mình hơn. Và em cũng xin chia sẻ là con gái em thì khi mà em đánh cái thông tin vào cái phác đồ dự án chiều cao ấy thì trước cái giờ cũng rất là tự tin là bạn ấy cao, nhưng mà khi mà điền thông tin vào thì không ngờ là bạn ấy dưới chuẩn độ 1. Thế và bạn ấy còn rất là hay ốm, hay phải dùng kháng sinh, cho nên là dùng Midu cũng không được đều lắm. Thế nhưng mà chỉ sau khoảng 2 tháng sử dụng thì bạn ấy đã cao lên được 2 cm. Đó thì là kết quả cũng rất là tốt.
Thế còn mẹ em thì là bị tê bì tay chân thì cũng đau nhức xương khớp. Và khi mà được học, được nghe anh Hợp thì bác sĩ Hiên hướng dẫn là mình nên dùng những trường hợp đó là mi đun nước ấy, thì em cũng cho mẹ dùng và mẹ em cảm thấy là những cái triệu chứng ấy nó đỡ rất là nhanh. Và bây giờ thì bà không chịu dùng viên đâu ạ, và lúc nào bà cũng muốn sử dụng cái sản phẩm mi đun nước. Đó, cho nên là từ những cái kết quả, những cái mà mình tận mắt chứng kiến từ trong gia đình mình cũng như là bạn bè người thân của mình như vậy, thì em đã quyết định là tham gia cái khóa học của công ty. Và khi được học thì mình lúc nào mình là một nhân viên y tế thật, và từ trước cái giờ mình cũng rất là chăm chỉ bổ sung các cái sản phẩm cho gia đình, cũng có những mối quan hệ để mình mua từ nước ngoài. Thế nhưng mà khi mà tham gia học thì mình lúc nào mình cũng xác định là mình hãy học với cái tâm thế là một chiếc ly rỗng, để lúc đó mình tiếp thu hoàn toàn những cái kiến thức mà được anh Hợp cũng như là bác sĩ Hiên truyền tải. Và quả thật là khi học thì mình đúng là phải ô phải a, bởi vì là những kiến thức tưởng chừng như rất là đơn giản thôi, nhưng từ trước giờ mình không để ý đến, mình không hề biết. Và đó chính là một cái chia sẻ rất là thật tâm từ một người nhân viên như thế như em. Cho nên là bà em cũng 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 rất là cảm động trước một cái chia sẻ của bác sĩ Hiên. Đó là khi mà đầu tiên chị nghiên cứu sản phẩm Vidu thì chị có dùng cái canxi carbonate, và em vẫn nhớ như in cái đoạn chia sẻ của chị là chị dùng cho mẹ mình, nhưng mà sau đó phát hiện ra rất là nhiều tác dụng phụ và chị bỏ đi hơn 1 tỷ tiền hàng đó, chứ không bán lại với giá rẻ hoặc là tiêu thụ về các cái vùng miền khác. Và cái điều đó làm em cảm thấy rất là cảm động, rất là khâm phục. Và cộng với những cái kiến thức học được ấy, thì mình nhận thấy là cái tư duy của mình phải thay đổi, và mình cũng muốn giúp cho tất cả mọi người thay đổi cái tư duy đó. Cho nên là em đã thật tâm chia sẻ với mọi người. Em chia sẻ với mọi người là tại sao mình có những kết quả như thế, là bởi vì mình hãy làm bằng cái tâm. Khi mình làm bằng cái tâm thật sự thì sẽ chạm đến được trái tim của mọi người. Khi mà chia sẻ thì mình hãy chia sẻ bằng những cái từ ngữ nó rất là dễ hiểu, dễ dễ để người ta có thể tiếp thu được. Đừng dùng các cái thuật ngữ khoa học quá là nhiều. Và đúng như anh Hợp vừa chia sẻ ở đầu ấy ạ, tức làm sao ạ, mình là một người có giá trị thì mình sẽ thu hút và tăng giá trị được cho khách hàng của mình. Cũng như là khi là mình là một người mà có kiến thức, và mình làm sao mình giúp được cho khách hàng của mình cũng có những kiến thức giống như mình, thì cái đó mới là cái mình giữ lại họ lại được. Còn nếu mà chỉ bán xong để đấy thì mình chỉ bán được đúng một lần. Đó, thế vì em cũng rất là muốn chia sẻ với mọi người là theo em cái giá trị của một cái người bán hàng ấy thì nó ở chỗ làm sao, nó chính là ở cái kiến thức thật sự của mình, ở cái thứ hai nữa là ở cái uy tín của mình, và cái thứ ba mà mình mang đến cho khách hàng đó là sự phụng sự, không phải là bán xong rồi để lại cho người ta tự xoay sở với những sản phẩm đó, hoặc là chỉ bảo người ta hãy nhìn hướng dẫn sử dụng, mà mình hãy phụng sự đến khi nào mà họ có kết quả, và khi nào mà họ làm sao họ trở thành cái chuyên gia giống như mình, thì đó là mình sẽ gia tăng được giá trị cho họ. Thì cái điều đó sẽ làm sao, sẽ giữ khách hàng lại và gia tăng nhân bản khách hàng đó lên cho mình đấy. Thì theo em thì là cái phương thức mà em thực hiện đó là như vậy. Về cái uy tín thì đúng thật sự là em chia sẻ là khi mình làm những cái công việc này thì mình rất cần cái uy tín luôn, bởi vì em đã có những cái khách hàng mà đến 6 7 năm nay không liên lạc gì với nhau, nhưng mà khi mà em tư vấn rất là thật lòng, tư vấn về cái hiện trạng của con chị, rồi tư vấn về những cái kiến thức mà mình hiểu biết một cách rất là đơn giản, thì chỉ sau cuộc nói chuyện khoảng 10 phút thôi ạ, chị chấp nhận bỏ ra số tiền hơn 10 triệu để mua một cái liệu trình 6 tháng cho con mình ngay lập tức, mà không kể hỏi em là giá thành như thế nào, nọ kia như thế nào. Chị chỉ nhắn một câu là chị hoàn toàn tin vào những gì em nói. À, cho nên là mọi người hãy làm sao, hãy nâng cao kiến thức bằng cách là mình hãy học đi học lại các kiến thức của anh Hợp, của bác sĩ Hiên chia sẻ, tham gia vào các cái buổi Zoom của cộng đồng chuyên gia, cập nhật các kiến thức mới, và quan trọng nữa là mình hãy làm sao giúp họ bằng tật tấm lòng để gia tăng cái giá trị cũng như là sự uy tín của mình. Thì em nghĩ là cái đó sẽ là cái mà thu hút khách hàng ngày càng nhiều đến với mình. Và để có được những cái kết quả như ngày hôm nay thì em thật sự là cảm ơn anh Hợp, cảm ơn bác sĩ Hiên, cảm ơn công ty Midu cũng như là các dược sĩ của Midu hết sức là nhiệt tình, thân thiện ạ. Ở bất cứ lúc nào, kể cả đêm, kể cả ngày, mình có khách, có những trường hợp khó, mình nhắn tin, mình tư vấn thêm, thì các bạn lúc nào cũng sẽ là trả lời và rất là chu đáo, tận tình. Xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Vâng, rất là tuyệt vời. Em làm ở viện nào? Hey, bật mic lên, bật mic lên em.
Em công tác ở viện ca anh Hợp ạ. À, viện ca, tuyệt vời. Ở viện ca nhiều bác sĩ dùng lắm. Dạ vâng, đúng rồi. Bác sĩ. Mà đúng là cái tốc độ mà cứ cứ theo thùng với lại theo liệu trình mười mấy triệu này thì đúng là chuyên gia tăng trưởng, không có gì bàn cãi đâu rồi. Một lần nữa cảm ơn em. Rất là tuyệt vời, cả nhà mình thấy chuyên gia phát triển chiều cao Vân Anh chia sẻ tuyệt vời không cả nhà? Hãy cho Vân Anh với chàng hoa tim thật là tuyệt vời đấy ạ, thật là nồng ấm đấy ạ. Để chúc mừng một chuyên gia rất là có tâm và rất là đúng ạ, như chị Xuân nói là chia sẻ rất là chân thành, rất là tuyệt vời. Đúng ạ, gia tăng cái giá trị của bản thân mình thì không còn gì bằng. Giá trị mới là cái thứ mà các anh chị bán cho khách hàng. Cái sản phẩm Midu thì đương nhiên là tốt, nhưng mà cái giá trị của mình, đúng không? Midu là hệ giải pháp mà, đâu phải chỉ cung cấp cho khách hàng mỗi sản phẩm Midu 180 hay là Midu 360 đâu. Mình còn cung cấp cho khách hàng những cái kiến thức, mình còn cung cấp cho khách hàng cái sự tận tâm của mình nữa. Mình còn cung cấp cho khách hàng cái sự đồng hành của mình nữa, đúng không? Nếu anh chị thường xuyên đồng hành cùng khách hàng, một tuần mình hỏi han khách hàng, một tháng mình hỏi han khách hàng, hai tháng mình hỏi han khách hàng, ba tháng mình hỏi han khách hàng, đo lại, cân lại, làm lại phác đồ cho họ, điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Anh chị nhé. Vâng. Và cũng trong cái tháng gọi là tháng bắt đầu để bứt phá này thì đương nhiên rồi, một người tăng trưởng rất là mạnh mẽ từ một chuyên gia mới, đúng không ạ? Chưa có dấu ấn xuất hiện thường xuyên ở trên cộng đồng chuyên gia phát triển chiều cao Midu, nhưng mà đã bứt phá lên rất là nhanh chóng. Thế còn người thứ hai thì là ghi nhận một người là có cái sự gì ạ, có sự ổn định, đúng không ạ? Nhưng mà tháng này cũng là một cái tháng mà bứt tốc lên, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay sẽ vinh danh một chuyên gia, một chuyên gia mà chúng ta trong đầu tháng 3, cái tháng bứt tốc này đã có những cái kết quả rất là tuyệt vời trong đầu tháng 3 này. Trong đầu tháng 3 chúng ta ngày hôm nay mới là 16 tháng 3 đúng không ạ? Nhưng mà Midu đã ngay lập tức thống kê đầu tháng 3. Và với mỗi một, tôi thường nói rằng là với mỗi một hộp Midu được xuất kho, đó là cơ hội để mà một đứa trẻ được cao lớn. Và chúng ta vinh danh những người chuyên gia ở đây không phải là vinh danh về số tiền mà họ bán được, mà đó là cái giá trị và cái số trẻ em đã được giúp đỡ nhiều như thế nào. Các chuyên gia đã giúp đỡ được bao nhiêu các trẻ em, thì cái điều đó nó ghi nhận bằng chính những cái kết quả mà các chị đạt được, đúng không ạ? Và xin phép được vinh danh chuyên gia phát triển chiều cao Trần Thị Tâm, là chuyên gia giúp được nhiều bạn nhỏ nhất đầu tháng 3 năm 2023. Và xin mời chị Tâm sẽ chia sẻ. Chị Tâm bật mic lên nhé. Admin bật mic cho chị Tâm nha. Được rồi, dạ, đã, chị Tâm. Vâng, đã nghe thấy chị nói rồi. Dạ, dạ thưa chào anh Hợp, chào bác sĩ Thanh Hiên và chào các anh chị ở trong Zoom. Mình thì là tên là Trần Thị Tâm, mà mọi người hay gọi với cái tên thân thiện là Tâm Trần. Mình công tác ở bệnh viện Vinmec Central Bắc. Nghề nghiệp là điều dưỡng thôi ạ. Thì mình có cái vinh dự được biết đến Midu vào cũng giống như là bạn Vân vừa rồi đó, khoảng khóa 17-18 thì đó, thì mình mới tham gia học, thì cũng nhân một buổi ở trong lịch Zoom thông báo thôi. Thì đi làm thì về rất trễ, thì về lúc đấy là Zoom cũng đã mở rồi, thì chỉ nghe là rất là đông và mọi người thả bông thả hoa rất nhiều, thì mình cũng tham gia vào học. Và đến cái buổi mà
tốt nghiệp á thì cũng cũng chậm trễ, rồi sau đấy thì cũng nhờ admin này kia, xong rồi bắt đầu mới có được đường link. Thì sau khi có được cái đường link mà để mà mình nhập thông tin của con rồi của con của đồng nghiệp vào á, thì mình thấy rằng là đây là một công cụ rất là đắc lực để mình có thể nào làm lan tỏa cái những cái vấn đề về chiều cao cân nặng và để mà đem đi mà tư vấn. Thì mình cũng vào Robby á từ tháng 10, nhưng mà chỉ mua một vài sản phẩm để ở nhà dùng thôi. Rồi sau đấy thì đến thực sự là đến tháng 12 á, cuối gần là cái tháng gần Tết á, thì bắt đầu mới biết đến Midu và mình bắt đầu là bán Midu như là một sản phẩm phễu. Thì cũng chia sẻ với mọi người rằng là mình muốn bán một cái gì thì mình phải là trải nghiệm nó, tức là mình phải mua, mình sử dụng và mình thật hiểu thật cặn kẽ cái sản phẩm mà mình định bán. Mỗi một cái Zoom mở ra thì mình đều tham gia học, và có thể mình hôm đấy mà về trễ thì mình coi lại, nghe lại những cái bản record, và mình học từ những cái khách hàng của mình. Vì khi người ta có những vấn đề về con cái của người ta thì người ta đã trải qua rất nhiều bác sĩ có nè, mua thực phẩm chức năng có nè, có thể là đa số thực phẩm chức năng là của Hàn, của Nhật, và đôi khi thì từ Mỹ nữa, những cái canxi từ Nhật, rồi những cái sản phẩm như GH chẳng hạn, GH Reaction XX. Rồi người ta, nếu mà người ta thấy con người ta vẫn không cao, và khi người ta gặp mình thì thông qua bạn bè giới thiệu ấy, thì mình người ta lại hỏi con người ta đang uống cái sản phẩm như vậy, thì mình phải tìm hiểu kỹ cái sản phẩm của người ta và sản phẩm của mình đang bán, và mình tư vấn để làm thế nào để người ta hiểu được. Mình cung cấp cho người ta một cái giải pháp, không chỉ riêng là uống Midu hay là uống cái thực phẩm mà tăng hormone tăng trưởng đó, mà phải là gồm những cái giải pháp như là ngủ nè, vận động nè, rồi bổ sung dinh dưỡng nè, đó, thì rồi bổ sung thêm Midu nữa. Và khi mà có những ca mình tư vấn rất là khó, cái ca đấy mình nhớ là hơn nửa tháng, cứ một tuần tư vấn ra hai những cái tin nhắn xong bạn lại nghỉ xong đến tuần sau bạn lại hỏi lại, xong đến cuối cùng là bạn ấy em theo chị. Và bạn đặt cho hai đứa con gái rất là thấp. Khi mà mình cái phác đồ ra thì là con chị chỉ là khoảng 1m5 mấy thôi. Thì sau đấy là chị đặt rất là nhiều, tới 15 hộp hay là bao nhiêu mình không nhớ nữa, là chị theo luôn. Rồi chị còn thòng một câu nữa là có cái sữa này người ta cũng quảng cáo là sẽ là tăng chiều cao 3-5cm. Cái sữa đấy tên nó là sữa hy ấp trên thị trường bây giờ. Thì mà con chị thì đang dư cân, thì mình cũng rất là tự tin, mình nói là con chị đang dư cân như thế thì chị nên ngưng cho con chị ngưng uống sữa, còn nếu mà các cháu nó thèm thì uống sữa không được. Đó thì mình học ở phụ huynh rất là nhiều, khi mà người ta chia sẻ với mình ấy thì và thông qua Midu ấy, thì mình bán được thêm rất nhiều những sản phẩm kèm theo mà sử dụng cho những cái bạn như là còi xương đấy. Vừa suy dinh dưỡng, vừa thấp còi này, và vừa có cân nặng nó thấp nữa, thì kết hợp với lại nhà Old Farm đó thì mình bán được luôn cả cái men vi sinh đó. Thì làm rồi thêm những cái sản phẩm như là năn lách hay là khử hôi mùi của những cái trẻ đang dậy thì á, thì kinh nghiệm. Và sau đấy thì mình tư vấn luôn cho cả những bác sĩ và dược sĩ ở trong bệnh viện của mình, là những bác sĩ trưởng khoa chẳng hạn, thì tư vấn cho những cái bác đấy thì mình rất là mừng, vì các nhà khoa học đấy là họ luôn luôn tìm sâu ra bao nhiêu là bằng chứng, thì tất cả những kiến thức mình học mình phải sâu ra cho các bác ấy. Đến cuối cùng chốt được các bác ấy thì mình không vui, mình vui vì là mình bán được sản phẩm mà mình tư vấn được, chứ không phải là vì là mình bán xong rồi mình có tiền. Nhưng mà các bác ấy chuyển khoản lại cho mình ấy, thì chuyển khoản hết cái giá mà nhà cung cấp đã đóng gói, thì rất là mừng, vì là mình đi đúng cái đường, mình đi đúng cái đường mình kinh doanh. Và cái công ty Midu thực sự là
Trên Robby có rất nhiều sản phẩm, nhưng nếu các bạn lựa chọn Midu là sản phẩm phễu giống như mình ấy, thì cái đường đi nó thuận tiện hơn, nó dễ dàng hơn. Khi mà mình hàng ngày mình được tư vấn này, rồi mình lên đơn được này, thì cái thao tác của mình nó quen rất nhiều. Mình tư vấn với khách những sản phẩm khác cũng tốt hơn. Và khi mình đã có tập khách hàng như vậy thì mình không những người ta mua Midu của mình không, mà người ta lại tìm hiểu những sản phẩm khác. Thì chỉ có khuyên một lời khuyên với các bạn là các bạn phải thật là học thật kỹ, không bán Midu cũng như là các sản phẩm trên Robby, các bạn đừng coi nó như là một bán những cái ký cam hay là những cái hải sản tôm cua giống như các bạn vẫn thường bán online, mà các bạn phải hiểu thật là kỹ và chọn lựa chọn cái khách hàng mà người ta có nhu cầu. Khi người ta có nhu cầu rồi thì người ta mua cho con người ta nè, bố mẹ người ta nè, thì các bạn bán. Và khi bán cho người ta rồi ấy, thì các bạn phải chăm sóc. Ví dụ khi người ta nhận hàng thì các bạn phải biết là hôm nay nhận hàng, thì hỏi người ta là kiểm tra xem hàng có bể vỡ gì không, nó chất lượng nó như thế nào, có đủ không. Rồi xong đến ngày hôm sau thì hỏi xem là người ta có cho con người ta uống không. Nếu nó quên thì giải pháp của mình là như thế nào, để ở bàn ăn nè, hoặc bỏ vào cặp táp cho con nè. Rồi sau đấy một tuần thì mình hỏi lại tiếp. Rồi nếu người ta mua một tháng thì gần một tháng hỏi là nó cháu uống thì thấy nó như thế nào, nó có cải thiện gì về chiều cao không, hay là nó có ăn được không, nó có ngủ ngon không đối với những trẻ nhỏ. Thì mình chăm sóc như vậy, khi người ta gần hết thì ai cũng rất là bận rộn. Khi người ta gần hết thì người ta nói cô lấy cho cháu đi, hoặc là đến lúc đấy thì mình không cần phải tư vấn như những cái lần đầu nữa, mà mình chỉ việc là ship hàng lên. Và đối như nãy giờ ấy, một số chị chia sẻ về việc bán phá giá cũng như là việc giảm giá, thì thực sự là cái chuyện buôn bán ấy thì do là cái nghệ thuật của người bán hàng. Nhà cung cấp luôn luôn để một cái giá là trước đây là 340, rồi bây giờ là 360, thì khi đóng gói người ta vẫn để 340, 360. Và như mình chia sẻ kinh nghiệm là luôn luôn mình free ship cho khách hàng, cho dù là ở tỉnh thì luôn luôn người ta lấy nhiều, mà còn ở thành phố thì luôn luôn mình cũng free ship cho những cái đơn hàng mà họ lấy chừng gần một chục hộp thì mình free ship. Còn những cái đơn hàng nhỏ lẻ trong bệnh viện, các bạn ấy lấy ví dụ vài ba hộp thì mình luôn luôn ship về nhà, và mình xách đến thì nó không mất tiền ship nhiều. Thứ hai là ví dụ mình bán cho toàn là người thân quen, đúng không? Ví dụ như anh em họ gần họ xa, rồi người này giới thiệu người kia, thì luôn luôn mình giảm một chút tiền hoa hồng. Mình gọi không gọi đấy gọi là phá giá, mà luôn luôn mình nghĩ đấy là mình nghĩ một cách đơn giản rằng là ở tiệm thuốc tây á, người ta mướn mặt bằng, người ta thuê dược sĩ, thuê dược chung để bán hàng, người ta cũng nhà nước cũng cho phép chỉ 20% thôi. Mình có cái tiền tư vấn 33% đấy thì mình cũng như nghĩ là mình đi mua rau chẳng hạn, thì người bán rau người ta cũng thêm cho mình hành ớt, đúng không? Thì bây giờ mình bán cho khách, nếu người ta mua cái lộ trình nhiều, ít thì thôi, nhưng mà người ta mua lộ trình nhiều, ví dụ như là người ta mua 3 tháng cho con người ta, cho hai đứa chẳng hạn, thì luôn luôn mình cân đối và mình luôn luôn giảm hoa hồng cho người ta một chút. Mình nói là giá của công ty như thế này, nhưng mà em giảm một chút hoa hồng cho anh chị. Ví dụ như vậy thì người ta rất là vui, và khi mà hết á, thì người ta luôn luôn người ta gọi lại cho mình, cũng như là mình hỏi thăm, động viên thì người ta sẽ quay lại, người ta tái dùng hàng của mình và người ta mua thêm những sản phẩm khác. Thì rất là cảm ơn công ty Midu cũng như là bác sĩ Thanh Hiên cũng như là anh Hợp đã trao cho mình một cái cơ hội mà lên đây mà để mà chia sẻ với mọi người, cũng như là vào Dropby mà mình đã rất là mạnh dạn để mà bán được những cái sản phẩm như thế này. Dạ, mình chỉ chia sẻ như thế thôi ạ. Xin cảm ơn. Vâng ạ, rất là tuyệt vời. Cảm ơn chị Tâm. Chúc mừng chị Tâm. Ngày hôm nay rất là đặc biệt, chúng ta được gặp luôn hai người làm trong
hai người cả hai chị chuyên gia được vinh danh ngày hôm nay thì đều làm trong ngành y tế, và đúng là chị Tâm chia sẻ rất là tuyệt vời khi mà mình là một người điều dưỡng nhưng mà mình lại có thể thuyết phục được bác sĩ, đúng không? Anh chị biết là ở trong viện này bác sĩ là ghê lắm. Bác sĩ là bình thường ra là các công ty dược là vào là phải nói khó, rồi là phải thế nọ thế kia với bác sĩ. Bác sĩ đồng ý là để bác sĩ tư vấn cái hàng đấy cho bệnh nhân là nó là một cái công phu rất là lớn, đúng không ạ? Và bây giờ là một người điều dưỡng nhưng lại có thể thuyết phục được là bác sĩ để bác sĩ có thể, đúng không ạ, trả 100% cho cái sản phẩm của mình, thì cái điều đấy là cái điều mà chị Tâm rất là tự hào. Đấy. Thế còn là ở bên khía cạnh là về giá cả thì đối với chị Tâm, thì đối với những người ví dụ như là anh chị em ruột nhà mình chẳng hạn, thì bản chất nó là cái từ cái túi nọ sang túi kia thôi. Đấy, cho nên là mình có thể là mình du di được, nhưng mà đối với đặc biệt là đối với lại những khách hàng đấy của mình thì mình cần phải bán, dù là người ta lấy nhiều mình vẫn phải bán 100% giá bán đó. Và nếu giả sử mình có những cái gì đấy quà tặng thêm, nhưng cái mục đích cuối cùng đấy là để mình khẳng định cái giá trị của cái sản phẩm của mình, cũng như là khẳng định chính cái giá trị của chuyên gia của mình đấy, và cũng đó chính là bảo vệ cho chính đồng đội của chúng ta. Nếu mỗi một người đều có cái ý thức là chúng ta sẽ làm đúng theo cái tiêu chuẩn đấy, của cộng đồng của chúng ta, thì không bao giờ có cái tình trạng là phá giá nữa, đúng không ạ? Vâng, và xin một lần nữa chúc mừng chị Trần Thị Tâm, chị Vân Anh, những người điều dưỡng rất là tuyệt vời và cũng là những chuyên gia phát triển chiều cao rất là tuyệt vời. Và xin nhường sân khấu trở lại cho MC Thanh Huyền ạ. Dạ vâng ạ, dạ vâng, cảm ơn thầy Nguyễn Xuân Hợp, và một lần nữa em xin chúc mừng chị Vân Anh và chị Tâm Trần ạ. Chúng ta hãy thả thật là nhiều tim, thật là nhiều bông cho hai chị được không ạ? Dạ vâng, và hôm nay thì admin cũng đã tổng hợp rất là nhiều các cái câu hỏi của các anh chị. Có một số câu hỏi thì admin đã hỗ trợ mình trả lời rồi, và vì thời lượng có hạn nên trong chương trình ngày hôm nay thì em đã lọc ra những câu hỏi hay nhất để nhờ bác sĩ Hiên giải đáp cho tất cả các chúng ta, được không ạ? Xin mời bác sĩ Hiên ạ. Xin chào MC Thanh Huyền. Dạ, chào bác sĩ. Nhà trong nhóm ạ. Dạ. Dạ vâng, vì bây giờ cũng hơi muộn rồi nên là em xin phép là sẽ bắt đầu những cái câu hỏi luôn bác sĩ nhé. Dạ vâng, câu hỏi đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay là đến từ anh Hà Minh Tuấn đã học K15 ạ. Là làm sao để cho con phát triển chiều cao, có cần ăn kiêng thứ gì không ạ? Vâng ạ, cảm ơn câu hỏi của em Tuấn. Như đã học trong buổi khai mở và cũng đã được CEO Nguyễn Xuân Hợp tóm lại rất nhiều trong buổi bài tốt nghiệp. Và nếu mà để giúp cho con tăng chiều cao thì chắc chắn là không cần phải ăn kiêng cái gì nhiều và cũng không cần phải bổ trợ nhiều ngoài Midu 180 hoặc 360 cho từng độ tuổi. Và thêm nữa là arginine với cái hàm lượng là 2 gram cho một ống 10 ml thì sẽ giúp cho cái việc làm tăng nồng độ hormone tăng trưởng một cách tối đa. Đấy là phần thứ nhất ạ. Phần thứ hai, nếu như trong trường hợp mà con ở những giai đoạn mà gọi là gần cuối của giai đoạn để con có thể tăng cao đấy ạ, thì nếu mà chuẩn hơn nữa thì phác đồ của chúng ta có thêm vitamin C khoảng 20 ml trên một ngày, và chúng ta sẽ uống vào tầm trước tầm sáng chiều gì đó, không nên uống vào buổi tối, và có thể thêm 2 hoặc 3 viên magie B6 bên ngoài. Vitamin B6 là magie B6 là thuốc mà rất là khá phổ thông, thì 4 dòng sản phẩm Midu 180 hoặc 360 cộng với arginine cộng với lại C và men đấy, thì đấy là cái mà để sẽ giúp cho đấy. Vâng, đấy là những cái điều mà
giúp cho con của chúng ta, giúp cho con của chúng ta có thể là cao hơn một cách chắc chắn. Bên cạnh đó thì một số những cái thói quen sinh hoạt mà có thể làm giúp cho con không cao lên được. Ví dụ như là nếu những cái thói quen xấu khi chúng ta không ăn sáng này, chúng ta không uống đủ nước này, chúng ta hay ăn đêm này, thì đấy là chắc chắn là những cái điều mà sẽ làm cho con, tất cả cái đấy đều làm không có tăng nồng độ hormone tăng trưởng. Vâng ạ. Không biết câu trả lời của chị như vậy, em Tuấn có thấy ưng ý không ạ? Em Tuấn có thể bật mic ạ? Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Hiên ạ. Thường thì những cái câu hỏi này thì là admin đã tổng hợp từ trước chương trình. Khi mà các anh chị đã có những câu hỏi từ trước, em đã lọc ra để có những cái câu hỏi hay để nhờ bác sĩ trả lời ạ. Và rất là cảm ơn câu trả lời của bác sĩ. Và em xin phép là họ đặt câu hỏi tiếp theo ạ. Câu hỏi tiếp theo là đến từ chị Lê Thị Mỹ Thoa. Chị Mỹ Thoa có câu hỏi là Midumena Q7 thì có tác dụng phụ gì không ạ? Nếu mà sản phẩm Midumena Q7 là một sản phẩm khá là an toàn, phù hợp với tất cả các độ tuổi. Bởi vì nếu như với cái hàm lượng mà 90mg ion canxi nguyên tố, thì chắc chắn là cái hàm lượng đấy là hàm lượng mà canxi là của chúng ta là thấp so với lại rất là nhiều các cái viên uống và bổ sung khác. Đặc biệt đấy, nếu như cả hai dòng thì đều có, đấy chính là canxi không lắng đọng. Và chính cái việc canxi không lắng đọng đấy thì sẽ chuyển hóa vào xương và răng tốt, nhưng lại không gây hại ra các cơ quan và tổ chức khác. Bên cạnh đó thì có vitamin K2 dạng MenaQ7 là tại thời điểm này là duy nhất được chứng minh lâm sàng. Vâng, và với cái hàm lượng là 180 microgram thì chúng ta không thể bổ sung bằng con đường ăn uống hoặc con đường thức ăn bình thường đưa vào được, mà muốn làm được, chị xin phép chị đóng cái cửa lại không, nó hơi vang ạ. Dạ vâng ạ, trong lúc đợi bác sĩ Yên thì em xin trả lời một số câu hỏi đang có ở trong Zoom ạ. Một số anh chị hỏi là arginine ở đâu ấy ạ? Thì arginine thì bản chất là thuốc nên là sẽ không lên kệ droppy anh chị nhé. Thì anh chị nào mà có nhu cầu tìm hiểu thêm về arginine hay là muốn mua arginine thì mình có thể liên hệ đến các dược sĩ của Midu, admin của Midu để các bạn hỗ trợ anh chị nhé. Và vâng ạ, bác sĩ Yên đã quay trở lại thì em xin nhường cho bác sĩ Yên ạ. Vâng, cảm ơn MC Thanh Huyền ạ. Thì có nghĩa ngoài ra thì còn ngoài vitamin K này, D này, magie này và arginine này thì dòng sản phẩm là khá an toàn. Nhưng nếu hỏi rằng có tác dụng phụ hay không thì trong một số trường hợp cả nhà có thấy rằng có một số những em bé sẽ dị ứng cả với lại nước muối. Nước muối sinh lý bình thường thôi. Nên là nếu bác Yên nói rằng là 100% là không có một gọi là trường hợp nào dị ứng thì cái điều đấy là có thể là không đúng. Còn nói là tác dụng phụ thì chắc chắn là không có tác dụng phụ ạ. Vì tất cả các cái tiêu chuẩn đều nằm trong ngưỡng an toàn với dòng sản phẩm Midu 180. Ở một số những trường hợp đặc biệt, bác sĩ Hiên đã cho đến 10 ống hoặc là cho đến 6 ống. Vâng ạ. Dạ vâng ạ, em cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Hiên ạ. Dạ vâng, đến với câu trả hỏi tiếp theo của chị Nguyễn Thị Hằng, học K17 ạ. Chị Hằng có một câu hỏi em thấy là rất là hay và có lẽ là nhiều anh chị cũng thắc mắc ạ. Đó là tại sao con đã đạt chuẩn rồi, thậm chí là trên chuẩn nhưng mà vẫn cần bổ sung Midu ạ? Vâng ạ, rất là cảm ơn em câu hỏi của em ạ. Chúng ta cứ ví rằng là cái khung xương ấy nó giống như một ngôi nhà. Nếu như nhà của em có thể xây đắp bằng rơm dạ rất là to, rất là rộng, nhưng nếu như gió thổi chắc chắn là sẽ bay, đúng không ạ? Vâng, còn nếu mà nên là như thế, trong những trường hợp đấy thì chắc chắn vẫn cần canxi để xây dựng cho khối khung xương chắc khỏe. Ở Việt Nam của chúng ta thì cái nhu cầu tăng chiều cao hơn rất là nhiều so với lại bổ sung xương chắc khỏe. Và cái sản phẩm MenaQ7 vitamin K2 được
Có nghĩa là ở tại trường Mỹ hoặc các thị trường châu Âu nói chung thì đều tập trung đó chính là cho việc xương chắc khỏe, giảm cái tình trạng loãng xương, gãy xương và giảm được cái tình làm cho xương chắc hơn thì tránh được các cái lực va đập ở tư thế thẳng và tư thế nghiêng ạ. Nên là những em bé mà to thì lại rất rất cần bổ sung chuyển hóa canxi. Đó chính là Midumenaq7. Chị Hiên xin phép một câu nữa, đấy chính là của bạn Bùi Thị The, là bệnh nhân 37 tuổi bị suy giáp, có nên sử dụng Midu hay không? Và sử dụng như thế nào? Với trường hợp suy giáp, đó là hiện tượng tuyến giáp của chúng ta không có khả năng bắt được canxi. Vô cùng cần cho những trường hợp bệnh nhân bị suy giáp. Liều lượng thì trung bình sẽ từ tối thiểu là 4 ống. Hoặc là nếu ổn định thì mới dùng dạng viên. Vì mức độ suy giáp nó sẽ liên quan đến là tình trạng bắt canxi. Nếu không bắt được canxi thì cơ thể của chúng ta sẽ bị co rút và co giật ạ. Mọi người hiểu, nếu mà co rút và rất nhiều trường hợp phải tiêm. Có những người tiêm canxi hàng ngày, hoặc là nếu không thì trong tình trạng co quắp đưa đến viện rất là khổ. Nên cái liều của riêng trường hợp bệnh nhân suy giáp thì phụ thuộc vào tình trạng của bệnh nhân mà các anh chị có thể cho liều, nhưng liều tối thiểu phải là 4 ống. Nếu trong trường hợp mà bệnh nhân nặng hơn, vì có những trường hợp mà sử dụng Midu ấy, 180 ấy, là mọi người dùng đến 4 ống cộng với lại 1 hoặc 2 viên thì 10 ngày mới không phải đi tiêm. Còn trước đó thì gần như ngày nào cũng phải đi tiêm ở trong bệnh viện. Vâng ạ. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Hiên ạ. Câu hỏi tiếp theo là đến từ chị Trần Thị Hằng, học K15 ạ. Chị Hằng có câu hỏi là người bị sỏi thận thì có thể dùng được Midumenaq7 không ạ? Người bị sỏi thận ạ. Vâng ạ, vâng. Có rất nhiều lời khuyên ạ. Từ bác sĩ ở trong viện nói chung là khi bệnh nhân bị sỏi thận thì không nên sử dụng canxi. Nhưng nội tại trong cơ thể của chúng ta, khi bệnh nhân bị sỏi thận, cơ thể bị thiếu, có nghĩa bản thân thận là tăng tái hấp thu canxi ở ống lợn gần. Nên vô hình dung là cơ thể sẽ bị thiếu canxi. Vâng, và nếu như trong trường hợp về cái nhu cầu của cơ thể là thiếu canxi đấy, thì trong một số các trường hợp các anh chị sẽ đi xét nghiệm thấy rằng là ion canxi toàn phần và canxi máu đều có cái hiện tượng là hơi tăng nhẹ. Nhưng mà trong những trường hợp đấy vẫn phải bổ sung canxi để cho nó giảm, giống như là cái việc xét nghiệm đấy là thể hiện rằng là cơ thể của con mình đang cơ thể của chúng ta đang thiếu. Quay lại trả lời lại cái câu hỏi là sỏi thận có dùng được Midu hay không? Khi sử dụng Midu trên bệnh nhân sỏi thận có hai điểm tuyệt vời. Điểm tuyệt vời đầu tiên đấy chính là chúng ta có thể kiểm chứng cái tỷ lệ viên sỏi, có nghĩa là kích thước của viên sỏi đấy sẽ là giảm so với lại trước khi sử dụng, ít nhất là sử dụng trong 6 tháng. Chúng ta đo lường được kích thước sỏi trên siêu âm. Cơ chế là hàm lượng 360 thì có tác dụng. Nếu mà theo đúng nghiên cứu để cho những trường hợp bệnh nhân sỏi thận thì đó là liều dùng là 1080 hoặc 720 microgram K2 cho một ngày thì có tác dụng là làm giảm nhỏ sỏi trong vòng 6 tháng. Còn những trường hợp mà sỏi thận chung thì chúng ta sẽ sử dụng trong vòng khoảng 3 năm thì cái việc mà sỏi thận có hoàn toàn có thể là không còn nữa. Và mẹ của bác sĩ Hiên đúng là trong cái buổi Zoom ngày hôm nay ấy, là bác sĩ Hiên đã kể rằng là mẹ của bác sĩ Hiên là uống canxi carbonate nano với hàm lượng là vitamin K2 180 microgram. Thì ngày đấy bác sĩ Hiên cứ nghĩ rằng là với cái hàm lượng vitamin K2 đó thì sẽ giúp cho hấp thu toàn bộ canxi. Nhưng mẹ của bác sĩ Hiên sau 7 tháng thì bị sỏi thận và cũng cho dùng Menaq7 720 microgram riêng ạ. Thì sau 8 tháng
cũng bà cũng không còn sỏi thận nữa ạ. Vâng, nhưng mà phải cái liều như vậy ạ. Sỏi mật và sỏi, chị Yên xin trả lời câu này nhé. Vâng ạ, của chị Thu Thủy ạ. Cơ thể của chúng ta với một số những cơ thể mà dễ tạo sỏi, ví dụ như dễ tạo sỏi mật thì cũng có thể là dễ tạo sỏi thận, và tương tự ngược lại như vậy. Giải pháp của chúng ta là gì? Việc đầu tiên luôn luôn phải uống đủ nước, bởi vì nếu như cơ thể chúng ta không uống đủ nước, em bé cũng không cao lên được. Đó là những cái rất là đơn giản thôi ạ. Và thứ hai nữa là nếu trong những trường hợp sỏi mật thì chúng ta thường xuyên nên bổ sung thuốc bổ gan, ví dụ như arginin, hoặc nếu không nữa thì boganic ở bên ngoài, để làm sao cho cái quá trình lợi mật lợi tiểu được tốt hơn. Và vấn đề là lợi mật thì sỏi mật đó là sỏi bùn ạ, còn sỏi thận thì sỏi san hô, tức là sỏi canxi hóa phốt phát. Nên nếu như giữa điều trị giữa sỏi thận và sỏi mật thì sỏi mật có thể dễ dàng được đào thải khi mà chúng ta sử dụng uống thuốc lợi thì lợi mật này và uống đủ nước ạ. Vâng, còn sỏi thận thì một số trường hợp phải tán sỏi. Duy nhất là dòng sản phẩm MenaQ7 được chứng minh lâm sàng làm tan sỏi, nhỏ sỏi. Và cái cách nhỏ sỏi đó không có ảnh hưởng gì đến canxi huyết trong hệ thống mạch máu đâu ạ. Bởi vì là cơ thể của chúng ta có một cơ chế là đại thực bào, có tác dụng là dọn dẹp những cơ quan, những tổ chức chung trong cơ thể khi bị hỏng hóc, khi bị tổn thương. Thì đại thực bào sẽ bọc lại những cái sỏi, những viên sỏi nhỏ hoặc là những cái viên nhỏ. Đấy thì bột nhỏ đó thì có tác dụng là tống ra ngoài qua con đường thực bào. Vâng ạ. Cái câu chuyện mà nói là dùng, bác sĩ sẽ không xa đà nữa, nhưng mà cái câu chuyện là Midu MenaQ7 180 hoặc 360 có một chức năng duy nhất nhưng đồng thời có hai tác dụng. Chức năng đầu tiên đó là đưa quá trình bồi xương và quá trình hủy xương trong cơ thể lên, là bồi xương mà nhiều hơn quá trình hủy xương thì con của chúng ta thể hiện ra bên ngoài là cao lớn hơn. Nên một số những trường hợp mà các con của mình không cao lên được thì ít nhất là do trường hợp là quá trình bồi xương mà nguyên vật liệu của chúng ta không đưa lên được, không đưa vào một cách đầy đủ, tức là chúng ta không có hàm lượng vitamin K2 để đưa vào giúp cho con cao. Và còn lại là tóc của con cũng cao hoặc ấm, tóc của con thấp hơn thì đấy chính là cũng không có cái hàm lượng arginine để có thể giúp cho con cao một cách vượt trội. Còn trong câu hỏi là đấy là cái quá trình gọi là với xương là đã vào xương rồi, nhưng vào trong hệ thống mạch máu nói chung thì tất cả những nơi có lắng đọng xơ vữa mạch, bao gồm cả các cơ quan nội tạng và cũng giống như là các hệ thống mạch máu chung, thì vitamin K2 với hàm lượng tối thiểu 360 có tác dụng là giảm cái quá trình vôi hóa cứng. Còn gan nhiễm mỡ đó chính là trong vôi hóa thì có hai loại, đấy là vôi hóa cứng và vôi hóa mềm. Thì gan nhiễm mỡ là cơ thể của chúng ta là sẽ cái lượng mỡ nhiều hơn so với lại chung và thể hiện là những cái mỡ xấu. Thì vậy thì như thế phải dùng những cái sản phẩm khác chứ không phải là liên quan đến Midu MenaQ7, để cho các anh chị hỏi nó sẽ được và bác sĩ Hiên cũng xin trả lời được như vậy cho nó trọng tâm ạ. Dạ. Tuy nhiên thì vitamin K2 có tác dụng làm sạch mạch máu, và khi mạch máu sạch thì toàn bộ khối cơ thể chung thì được khỏe mạnh. Và trong những trường hợp bệnh nhân bị ung thư thì ung thư gan và ung thư phổi thì vitamin K2 là có những nghiên cứu lâm sàng làm giảm cái độ nặng, và rất nhiều những cái điều tuyệt vời nữa từ vitamin K2 đem lại ạ. Nhưng riêng trong trường hợp là gan nhiễm mỡ, để giải quyết là điều trị gan nhiễm mỡ thì bác sĩ Hiên lại không đặt nặng vấn đề về, dù sử dụng Midu MenaQ7
mà để làm khỏi được cái đó thì chưa được ạ. Vâng ạ. Dạ vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ Yên ạ, câu trả lời hết sức là đầy đủ ạ. Vâng, và em xin chuyển sang câu hỏi tiếp theo, cũng vẫn đến từ chị Trần Thị Hằng ạ. Trần Thị Hằng có câu hỏi là chị ấy bị thiếu canxi trong máu thì nên dùng dòng canxi nào thì phù hợp ạ? Thưa bác sĩ ạ. Em mà thiếu canxi trong máu thì đương nhiên là quan trọng nhất là em bao nhiêu tuổi là cái thứ nhất. Nếu như chúng ta thiếu canxi mà không có canxi, mà bệnh loãng xương là một bệnh mà không thể hiện cái gì ra bên ngoài. Chỉ khi nào chúng ta toàn bộ khối cơ thể mà khoảng độ tầm một nửa khối, tức là 50% bị hụt, cơ thể không có khả năng bù được nữa, thì mới gây ra hiện tượng loãng xương. Đâu đó chúng ta sẽ cảm thấy xẹp đốt sống. Đâu đó chúng ta sẽ có một số người lùn đi và đau xương, đau khớp nói chung. Đấy là gọi là khi mà cơ thể mất bù. Còn lại, tất cả quá trình loãng xương luôn luôn diễn ra từ lúc mà em bé sinh ra, từ trong bụng mẹ. Nhưng quá trình hủy xương được thể hiện một cách rõ ràng hơn, đấy là em bé từ khi tuổi của chúng ta tuổi 35. Nếu như trong trường hợp mà không có biểu hiện gì thì nhà Midu đã có một cái khuyến cáo và cũng làm giảm cái mức chi tiêu trong cộng đồng. Đó chính là với các con hết tuổi cao, ví dụ như là con gái sau tuổi 13-14, con không cao lên một cách vượt trội nữa, nhưng con vẫn cần canxi để đưa cho khối xương đỉnh để tốt, thì vẫn nên bổ sung định kỳ. Hoặc là đúng là theo khuyến nghị thì tất cả các con trai sau tuổi 15 và con gái sau tuổi 13 bổ sung để giúp cho khối xương đỉnh cao đến tận, gọi là khối xương đỉnh chắc ấy, đến tuổi 30, đến tuổi 25. Thế còn sau tuổi 35 trở đi thì định kỳ là nửa năm chúng ta nên bổ sung một lần và năm sau chúng ta lại lặp lại. Còn đến khi đã có các biểu hiện của hệ xương mà bị gọi là di lệch, mà bị đau rồi, hoặc là khớp xương lỏng lẻo. Vâng ạ. Vâng đấy, thì đấy là cái mà để chia sẻ với cả nhà như vậy ạ. Thì tùy điều kiện tài chính, mọi người có thể sử dụng cái dòng canxi Midu 180 thì sẽ nhiều tiền hơn, nhưng hiệu quả sẽ rất là rõ ràng. Vậy thì sẽ phù hợp trong những trường hợp đau nhiều, có những đau nhiều này, rồi có thể có những cái hạn chế vận động này. Thế còn nếu mà trong trường hợp chúng ta vẫn đang bình thì có thể sử dụng dòng Midu 360, tiết kiệm, hiệu quả. Vâng ạ. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn bác sĩ Yên ạ. Và thời lượng thì cũng có hạn, cũng khá là muộn rồi, thì em xin phép là đọc câu hỏi cuối cùng ạ. Câu hỏi cuối cùng là đến từ chị Phan Thị Thuận, đã tốt nghiệp K14 ạ. À, chị Thuận có câu hỏi là phụ nữ ngoài 70 tuổi bị cường giáp và vôi hóa thì có cải thiện được không ạ? Chắc chắn là cải thiện được ạ. Vâng. Dạ, vâng, nên có thể tùy điều kiện tài chính thì như bác sĩ Hiên nói đấy, mình có thể dùng là dạng nước hoặc là dạng viên ạ. Dạ vâng ạ, dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ Hiên ạ. Cảm ơn câu trả lời hết sức là tuyệt vời của bác sĩ Hiên. Và em thấy là trong Zoom mình thì cũng còn rất là nhiều câu hỏi khác, thì cũng muộn rồi thì em xin phép là admin sẽ tổng hợp lại những cái câu hỏi này để có thể là liên hệ đến bác sĩ Hiên để giúp bạn, để nhờ bác sĩ Hiên là trả lời, và admin thì sẽ gửi lại cho các anh chị sau ạ. Dạ vâng ạ. Và tiếp theo thì là sẽ đến phần quay số trúng thưởng ạ. Dạ vâng. Em chỉ xin phép MC Thanh Huyền chỉ trả lời đúng một cái câu này thôi ạ. Dạ vâng. Mình có phác đồ, trả lời của em và Thành Nguyễn đây là mình có phác đồ để kiểm tra mức độ loãng xương cho người trưởng thành và người già hay không. Hiện tại gia đình nhà Midu thì không có máy đo gót chân để đo nồng độ loãng xương. Còn nếu như mình ở trong viện thì mình có thể là có gọi là cái chụp X quang ấy để... Thì cái đấy là cả nhà có thể đi vào trong viện hoặc là đo cái máy mà đo
khớp chân ấy thì có thể một số các cái nhà thuốc có ạ. Vâng ạ. Dạ vâng ạ, bác sĩ Yên ạ. Vì là muộn rồi ấy, nên là em sẽ xin phép là đến cái phần quay số trúng thưởng nó nhanh thôi, một chút thôi. Thì đầu giờ thì mình cũng đã lấy cái mã số trúng thưởng hết rồi đúng không ạ? Thì bây giờ thì em xin phép là sẽ mình sẽ quay số trúng thưởng luôn để các anh chị là còn ở trong Zoom thì lát nữa nếu mà mình là người may mắn có cái mã số đấy thì mình hãy giúp em là giơ tay anh chị nhé. Bởi vì như là em đã phổ biến ở đầu giờ rồi đấy ạ, là chỉ có những anh chị nào mà còn ở trong Zoom đến giây phút này thì mình mới xứng đáng được là người nhận món quà may mắn đúng không ạ? Đó, thì bây giờ em xin phép là sẽ share cái màn hình quay số trúng thưởng anh chị nhé. Vâng ạ. Hôm nay thì Midu sẽ có hai món quà may mắn cho hai anh chị. Thì em xin phép là quay số đầu tiên ạ. Dạ vâng, số 163. Anh chị nào có mã số 163 thì mình có thể giúp em giơ tay và comment ở trong này đúng không ạ? Các anh chị khác thì mình bỏ tay xuống giúp em nhá. Mình bỏ tay xuống giúp em ạ. Vâng ạ. Ai là người có mã số 163 mình comment ở trong Zoom giúp em được không ạ? Nếu như mà mình không có mặt thì em xin phép là nhường cơ hội này cho một người khác ạ. Dạ vâng. Chị em thấy chị Hà Thị Phương Lan giơ tay, chị Hà Phương Lan comment cho em xem là mình có phải là người có mã số 163 không ạ? Chị Mai Anh ạ. Chị Mai Anh đúng không ạ? Em thấy có hai chị giơ tay thì mình check xem là mã số của mình là bao nhiêu ạ. Để nếu như không phải hay là số 163 không có trong Zoom ngày hôm nay thì em xin phép là nhường cơ hội cho một người khác ạ. Để gia tăng cơ hội các anh chị đã cực kỳ là nhiệt tình, cực kỳ là tâm huyết ở đến với Midu đến giây phút này được không ạ? Vâng ạ. Vâng, chúc mừng chị Phương Lan với mã số 163. Admin hãy ghi lại để ngày mai để liên hệ với chị Phương Lan ạ. Vâng. Và số 163 đã có trong Zoom rồi thì em xin phép là quay số để tặng cái món quà tiếp theo đến một người may mắn tiếp theo ạ. Số 162 ạ. Anh chị nào mà mình có mã số 162 ạ? Anh chị có mã số 162 mình còn ở trong Zoom thì giơ tay giúp em ạ. Mình comment xuống đây là tôi mã số 162 đi ạ. Comment vào khung chat đi ạ. Anh chị số 162 còn ở trong Zoom không ạ? Sẽ có hai phần quà quay số trúng thưởng ạ. Thì chị 163 thì đã có rồi. Và chị 162 còn đang trong Zoom không? Để em tiếp tục tiến hành quay số lần tiếp theo để dành cái món quà này cho một người khác. Chị 162 có trong Zoom không ạ? Em không có thấy ai comment hay là giơ tay, vậy thì em xin phép là sẽ quay lại một lần nữa để nhường cái mã số như cái phần quà may mắn này cho anh chị còn ở trong Zoom đúng không ạ? Em xin phép là quay số lại ạ. Anh chị nào có mã số 136 ạ? Mình có thể giúp em giơ tay đúng không ạ? Vâng, chị Tô Thị Huế đúng không ạ? Vâng, chúc mừng chị Huế đã là người may mắn tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay nhận được món quà từ Midu ạ. Dạ vâng, chúc mừng các anh chị đã may mắn trúng thưởng trong chương trình ngày hôm nay. Và thời lượng thì bây giờ cũng khá là muộn rồi. Thì một lần nữa là em xin phép... Trời ơi, tôi bị làm sao vậy các bạn? Dạ vâng, em xin phép được cảm ơn bác sĩ Phạm Thị Thanh Hiên, cảm ơn CEO Nguyễn Xuân Hợp và cảm ơn tất cả các anh chị chuyên gia phát triển chiều cao đã dành thời gian tham dự cộng đồng chuyên gia ngày hôm nay, đã có mặt từ đầu đến cuối. Và vâng ạ, và một lần nữa thì chúng ta hãy bật mic lên để chào thầy, chào bác sĩ và cùng chào nhau được không ạ? Và chương trình của chúng ta thì xin phép là tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại các anh chị trong kỳ cộng đồng chuyên gia tiếp theo ạ. Vâng, chúc các anh chị ngủ ngon. Chúng ta hãy cùng bật mic lên để chào nhau ạ. Chúc cả nhà ngủ ngon ạ. Cảm ơn MC Thanh Huyền, cảm ơn CEO. Ôi, nói rồi.
Cảm ơn bác sĩ Hiên ạ. Chào bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn ngon ạ. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn em chào Huyền. Chào. Dạ nha. Ban tổ chức. Chào cô. Chào cô. Cảm ơn. Chào bác sĩ. Chào bác sĩ. Chào cô nha. Chào con. Chào anh chị. Chào anh chị. Em bé nước cùng mẹ. Em giờ này lên chưa chưa. Vượt đến được nha. Chị lấy chưa em hai. Chào bác sĩ Hiên. Chào cả nhà nhé.